Vô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính chào quý vị. Cái chú Đại Bi mà nói về trái tiếng Việt thì nó có mấy lý do. Thực ra là âm tiếng Phạn được, nhưng còn dịch ra thì có mấy lý do không thể không dịch. Còn mà âm nó tiếng Phạn thì đọc thì cũng được, cũng không thì cũng tùy theo. Nhưng mà đọc chú nó còn có vấn đề tâm lý. Thứ nhất là về tâm lý, người Việt không quen cái âm tiếng Phạn mà đọc tiếng Phạn thì cũng chắc gì có hiệu quả. Cái tâm lý đọc theo cái tiếng Việt, cái này Nam Mô A Di Đà Phật, Đa Ra Dạy Gia, đọc theo cái tâm lý, cái truyền thống, cái tín ngưỡng, tín tưởng lâu đời, thì tuy rằng là nó không có đúng. Nhưng mà do cái tâm lý thì kiểu như placebo vậy đó, nó có cái hiệu quả của nó. Hồi xưa những cái tụng chú lăng nghiêm mà người ta tụng theo cái âm Việt, tạo âm ra rồi mình Việt, kiểu như mình nói mạnh đức tư cưu, với rồi mạnh đức tư cưu thì nói với ông Tây, ông biết mạnh đức tư cưu là ông nào, mấy ông Pháp biết mạnh đức tư cưu nó khang đức thì mấy ông Đức cũng biết khang đức là cái ông nào, nghe chưa? Rồi Mã Khắc Tư thì cũng biết Mã Khắc Tư nó cũng được, chả biết ông nào mình nói, nhưng mà được. Cái đó là chuyện chế học người đời thì người ta không biết, không phải thôi. Còn cái này tụng kinh có cái tâm lý, thành ra người ta tụng chú lăng nghiêm có hiệu quả, có cái hiệu quả. Còn hiệu quả bao nhiêu, có được 10% không, cái đó mình đánh giá được, không biết được. Còn tụng tiếng Phạn thì mình không quen thì nó cái thực ra tụng nó tụng tiếng Phạn thì nó cần thiết, vì trong cái tiếng Phạn cái ngôn ngữ của mật tông á, kết hợp với cái cách phát âm, phức âm nó tác động lên trên não, trên sóng não, nó tác động vào tâm lý thì nó có cái hiệu quả của nó. Cái tụng chú thì nó không phải là thần bí theo kiểu mà nó mơ hồ đâu, nó áp dụng rất nhiều cái sinh học trong đó, sinh lý học trong đó. Phức âm nó từ cổ lên quang họng, từ quang họng rồi lên tới ra tới môi miệng, rồi âm dài âm ngắn, tất cả những cái này nó có một cái tác động sinh lý đó. Mà trong câu chú đi chú Đại Bi có nhiều, có thỉnh thì cũng có vài đoạn, cũng có nhiều từ á, nhiều từ nó mang đến cách thần bí, mà ngay cả tiếng Phạn người ta người tiếng Phạn người ta cũng dịch được cái âm tiếng lý. Nhưng mà dịch tiếng Việt mà âm ra tiếng Việt thì nó không có cái nghĩa nữa. Ví dụ mình nó phân tra, nó chỉ phát, nó phân tra, cái âm này là thuần túy là âm thôi. Phát đó, tiếng Phạn mình âm là phân tra. Phát cái T, mà chữ T nó có giống như đít á, cái T nó là giọng lưỡi, phải uống lưỡi lên, nó chữ tra, nghĩa tra, phát rồi. Mình tu chưa bao giờ nghe cái này, thành đang chưa chắc gì âm trúng, nhưng mà trong tiếng Phạn học mình này thì đây nó đọc cái chữ phát không á, nó tượng trưng cho nhiều thứ lắm. Thứ nhất là đọc mình nghe có cái gió nó thổi qua với cái ngọn lửa nó bốc cháy, nó tạo ra một cái tác dụng rõ rệt trong cái phách này. Với cái âm cái chữ phách, chữ phờ nó dòng môi, chữ phách có hắt hơi, chữ phờ nó có hắt hơi, với cái dòng lưỡi nó cuốn lên cái ô gà, những cái này nó có cái tác dụng rõ rệt sinh lý trong đó. Cho mấy cái chữ khác này, thí dụ như mình nói là chữ ám lam tỏa ha, mình ăn làm tỏa làm á, cái tiếng Phạn nó là răng, nó răng ôm răng xoa răng, răng có chữ r thì nó gọi là chủng tử, tiếng Phạn của chữ ra sao là bụi bặm. Thế nhưng mà khi ta đọc như r âm r á, nó có sẵn là từ âm r hay là ngay là băng r là băng ngũ âm, băng ngũ âm là nó là thuộc về cái giọng răng r. Thế mà khi ta cũng phải uống lưỡi thì cái đọc r, như uống lưỡi lên ta cảm thấy nó sự va chạm, giống như cái âm thanh nó va chạm, đó là âm thanh xung đột, arana âm thanh xung đột, thì ra ra là bụi bặm, bụi trần lao luôn luôn có sự xung đột. Thì giờ mình đọc chữ răng, bên sau có cái dòng mũi nó là không điểm, thì cái răng này có nghĩa là bụi bặm bổn lai là không. Trong có cái âm a nữa, r uống lưỡi âm a không, thì khi đọc lên răng ta gọi là tình pháp giới, mình đọc với tất cả, mình khi mình tạo như vậy nó tạo được cái ấn tượng vừa âm thanh mà vừa cái ý nghĩa nữa, tạo cho ấn tượng là cái bụi bặm nó xung đột, nhưng cái bổn lôi nó là không, ta gọi là tình pháp giới, làm như thế nó lắng xuống,
chứ cái tỉnh đó mình không thể làm được, mình không thể giúp được. Chứ tàu nó an làm tỏa hài chả có nghĩa gì, chả có âm gì hết á. Nhưng mà ta đọc thôi mà có hiệu quả. Nó nhiều cái sửa mà mình đọc kinh thấy sai nữa. Ví dụ như vậy, chú mà gọi rằng là tỉnh ta nghiệp chứng ngôn thì mình nói án ta phà, rồi bà phà, rồi thuộc đà, là đó là đọc sai cái âm nữa, sai chữ nữa. Chuyện câu này nó có nghĩa, nó có từng cụm từ trong đó, nhiều ông ghép thành một từ. Mình âm án ta phà, bà phà, đó là trật rồi. Rồi thuộc đà ta phà, đó là cái chữ nó tắt trời ra, mình nói cười giống như nói rằng là giống như tiếng Việt rồi đó. Giống như tiếng Việt mà nói cũng biết mà đọc là rắn loài bò sát không chân vậy đó, rắn là loài bò sát không chân, chả ai hiểu. Rắn là loài bò sát không chân, mình đọc chú mình tách rời để như vậy, nhưng mình chả hiểu gì, cho nên chi mình chả hiểu gì hết á, cho nên chi mình nó không có hiệu quả. Nhưng nếu hiểu thì, nếu mà hiểu cái câu này thì chắc không có hiệu quả rồi. Hay là một là không dịch, mà dịch thì mà cái âm mình không quen, cái là chưa phát rồi mình đọc tiếng Việt chứ chắc thì làm được chữ trời sau này. À, chữ răng, nó chữ răng, răng đó mình đọc âm giọng mũi chứ chắc mình đọc được cái âm giọng mũi này. À, để ra cái nó còn cái thứ hai nữa là trong cái chú đại bi á, nhiều cái chữ mình dịch ra á, nó có thể rằng là kỳ quái. Quái vì nó mang cái tín ngưỡng mà mình không quen, mình quen cái tín ngưỡng đấy thì mình đọc thấy không chịu được. Nhiều khi mình cho là tà đạo nữa. Về cái tín ngưỡng Ấn Độ, cái này đối phó những cái tín ngưỡng Ấn Độ đêm khuya rồi với cái thời đại nữa, tôn giáo của thời Ấn Độ. Ví dụ như là Nara Cẩn Trị Hê Rị, ví dụ chẳng hạn, nó nói là bọt beo sư tử tùm lum răng á. Còn như chú Lâm Nghiêm vậy, nó nhiều thứ thần, thần tử thi, thần cương thi, thần cổ, thần gì, thần rồi, thần núi, thần sông, rồi thần là thiên đế thích, rồi thần phạm thiên, rồi thằng U Ma Bác Đế, là tất cả những cái thần thánh, có Phật, có thần, có ma quỷ tùm lum ra trong á. Những cái này mình quen cái tín ngưỡng thì mình không chịu được, thì thành không thể dịch. Dịch ra thì nhiều khi mình phản tác dụng, hay người đọc nó phản tác dụng. Đó là nhiều cái lý do mình thấy dịch. Hay còn cái âm bây giờ mình đánh mỏ nó quen rồi, mà tụng chủ mà đánh mỏ tụng biết tụng được hay không, mà tụng Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Da thì nghe dễ rồi. Mặc dù là Nam Mô Hắc Ra Đắc Na đã trăng ở bên này, kiểu là loại bò sát không chân, Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Da, đọc từng chữ như vậy đã chắc hết rồi, chắc em đây này. Nhưng mà cái đây là cái vấn đề thần chú, muốn hiểu về thần chú thì mình có một cái buổi nói chuyện riêng về thần chú, cái ý nghĩa, cái hiệu nghiệm của thần chú trong cả cái vấn đề ngữ ngôn ngữ học. Thật học chú là phải biết ngữ âm học, phát thanh ngữ âm học. Rồi cái ngữ âm học thì cả cái hiệu quả, cái hiệu ứng á, hiệu ứng sinh học và tâm lý ở trong cái câu thần chú này, thì nó là khoa học, trong vấn đề khoa học, trong chống lại mê tín, tại vì nó có ảnh hưởng rõ rệt trong á, nó liên hệ tới là tư duy của mình trong á. Thế nhau cái này để chờ thời gian có lúc nào rảnh mình còn buổi nói chuyện riêng cái này thì được, chứ phải. Thì còn cái kinh điển mà nói, còn kinh mà dịch ra tiếng Việt á, thì là tùy theo cách. Mình kinh mình hay tụng, mình hay có chuông có mỏ. Thực ra hồi xưa các ngài bên Ấn Độ tụng, nhưng mà tụng không phải như ngài Tạo, ngài tụng thì ngồi như tụng binh Pali vậy đó. Thì người ta đọc chỉ có cái là, nhất là trong kinh hồi xưa Phật không cho tụng kiểu như hát, cấm tụng như hát, tại vì kinh Phật mà tụng như hát, và hồi xưa hát cái, thì hát cái kiểu đó là cái hát nó liên hệ tới cái hát ở ngoài. Hát ở ngoài cái giọng hát người ta hát lên hát xuống rồi hát rồi như hát cuốn thần thánh là một nè, hát cái lễ đó như trong bài là môn giáo hát sướng lễ để kêu thần kêu thánh, thì mình hát như người bài là môn giáo họ tụng kinh họ thì lầm lẫn giữa trong cái là tụng kinh Phật với lời cầu nguyện là Phật không cho. Còn cái điều khác nữa thì trong sách không nói, nhưng mà hát hồi xưa dù ở Tây Tạo thì người ta vẫn ngoài cái chuyện tôn phục vụ tôn giáo ra vẫn còn cái chuyện sướng ca. Nó là mất giá trị kinh điển thì không cho hát. Thì anh nói là tụng thì phải nghiêm trang, đọc mà tụng. Nhưng mà bên qua bên Tàu thì người ta cũng có tụng. Hay như là mấy nhà nho mà học sách, mấy học trò sĩ tử hồi xưa ta đọc kinh sách á. Ta ngồi ta đàng hoàng, ta sông trầm, ta ngồi ta đọc. Sao ta đọc to, đọc có vần, có điệu. Đây là cái đặc tính ngôn ngữ tiếng Việt. Cũng như ngồi tiếng Tàu, nó có cái âm điệu trong, nó lên xuống, mình phải đọc, nó lên nó xuống.
Hay ngôn ngữ tiếng tiếng Tàu nó cái âm nó cái nhấn giọng nó không bằng tiếng Việt ít hơn, cho nên tiếng Việt nó tầng âm còn nhiều nữa. Thì đó mình do đó mình dịch ra tiếng Việt á, dịch cho tổng kiểu như Hòa Thượng Trí Quang dịch bốn chữ này. Nhưng mà cái dịch nó bị ép vần quá, nhiều khi nó cũng kỳ khôi đó, đọc có nhiều chỗ nó kỳ khôi, nhiều khi nó lạc nghĩa nữa, cái ép vần có lạc nghĩa nữa. Ngay chữ Hán vậy, do dịch năm chữ mình đọc như thiếu thành cái thức cái mấy cái đó, cả câu xá những cái bộ luận khó khăn mà do dịch cho đủ năm chữ, hoặc là thành có khi dư chữ khi thiếu chữ, mọi người không biết gốc dịch á, không biết chữ nào dư chữ nào thiếu, mà chính là đành chữ Hán nói. Chứ vậy mình học chữ Hán các người dịch chứ chưa phải là cái Hán siêu đẳng. Hán vừa đọc hết học sơ chừng 4-5 hình chữ, dịch chừng chỉ đọc hết tam tứ thư ngũ kinh, chỉ đọc hết tất cả kinh sách của Hoa để biết cái cách dùng chữ Hán của họ như thế nào. Trong cái đó là Phật học mình học chưa hết nữa, thành ra là mình cho nên chỉ rằng là mình dịch không biết chữ nào dư, mà trong cái chữ mà tiếng Hán năm chữ ngay cả Huyền Trang vậy thôi, năm chữ như vậy. Có câu tiếng phạn là một cái bài kệ, nó là 32 chữ, thông thường là 32 chữ, nó chia ra làm 16 hai vế, một vế 16, một vế chia là hai phần, phần 8 chữ. Trong 8 chữ nhiều khi có 2-3 từ, tám âm tiết nó nhiều khi 2-3 từ. Trong cái tiếng Phạn là tiếng Hán năm âm tiết là 5 từ, cho nên chỉ dịch ra thì nó dư khi thiếu, mà hư như vậy là nhiều khi hư từ, những hư từ phải bỏ, những hư từ phải thêm, thì những cái này mà không có đối chiếu được tiếng Phạn nó dịch ra nó dễ lầm lẫn lắm. Kinh điển với lại nhất là về luận đó là sách triết lý, mà triết lý thì câu nó phải chặt chẽ, chữ nó phải chặt chẽ, không thì người ta bắt bẻ. Tại vì kinh Phật nói thực tế thì nhiều khi không bắt bẻ được, đó là dùng cái trí tưởng tượng mà để mình nói. Chứ còn ngôn ngữ mà luận là phải ngôn ngữ, nhất là khi mà người ngoài đọc họ đọc nó là bắt bẻ, người viết sai văn phạm rồi. Mình cho thấy những tranh luận trong với các cái Ấn Độ với Phật giáo á, ngay những cái lời Phật nhiều khi ta nói là Phật dùng sai văn phạm. Cái từ Dương Khởi chẳng hạn, mình nói chữ Dương Khởi, nói cái tương phản đó, ta nói Phật dùng chữ Dương Khởi này sai văn phạm, là các ngài phải binh vực thôi, từ thế thân cho tới nguyệt xứng, phải phân tích văn phạm, ta nghĩ ni rồi phải lấy ra hết tất cả, đó là đúng hay sai chỗ nào, văn phạm chỗ nào, cái nghĩa văn phạm này hiểu như thế nào, siêu văn phạm chỗ nào, không đơn giản đâu. Cho nên chứ mình dịch ra là dịch ra thì nét dịch ra theo cái chữ văn như vậy để mà đọc mà tụng á, cái bình dân tụng thì được, nhưng mà để trí thức tự nghiên cứu thì nó không được, mất nghĩa, khó nghĩa. Vì chứ ai thứ nhất là mình không, nghĩa là mình dịch, mình không phải là những người giỏi văn chương tiếng Việt, viết văn tiếng Việt mình đã viết mơ hồ rồi, không rành cái văn viết tiếng Việt. Không phải là cũng là phải nghe nhà văn, thuộc nhà văn siêu đẳng của tiếng Việt á, trong khi đó là cái nghĩa mình nắm cũng hết, nghĩa chữ Hán nắm hết, mình biết tiếng Phạn nó mất chữ nào, nhưng dịch ra như vậy nó mất hết nhiều nghĩa lắm. Thì tôi biết đọc trong kinh tiếng Việt nó thực sự ra là mình nói nhiều khi nói rằng là sợ người ta nói mình bất kính các ngài, mình kệ công các ngài thì ta hiểu lầm á, không dám nói, chứ còn thực ra là dịch là sai nhiều lắm. Đương nhiên trong tôi có cái sai đó, mà tôi sai tôi biết tôi sai chỗ nào, nếu mà hồi sau nó nhìn sai. Còn các quỷ đi trước thì mình thấy sai, thấy quá rõ, đối chiếu bằng tiếng Phạn, đối chiếu với những cái từ khác, và đối chiếu những bạn với nhau, đọc một lần đối chiếu bằng bạn đủ thấy nó sai khác. Nó sai nhiều lý do lắm, sai là trong cái tiếng Phạn, kinh mình truyền từ Ấn Độ, mà đa số Trung Quốc là đi qua Tây Vực, mà tức là từ Ấn Độ các ngài dùng ở Tây Vực, lấy từ Tây Vực, thì cái chỗ này không đã biến âm lần rồi. Kiểu như mà cái câu chuyện mà coi hài là từ Quảng Ngãi vô Bình Định mà cái cơm giòn với cơm vàng đó, là cơm vàng với cơm giòn đó, đã làm khác nghĩa rồi. Thì trong cái từ nó cũng vậy đó, cho nên trong cái từ tiếng Phạn, hai ngày dịch cỡ như ngày Huyền Trang, ngày La Thập thì là từ Tây Vực, mà ngày Huyền Trang từ Ấn Độ, là hai cái nó khác nhau rồi. Có nhiều từ nó khác nhau rồi, tên Phật cũng khác luôn, đọc âm khác giống gì hết á. Âm nó khác, nó phát âm trải một chút, khác nghĩa liền nè. Cho nên cái tiếng Việt nó phức tạp, đòi khảo cứu nhiều, với đời sau nhiều đời nữa. Chỉ tiếp là hiện tại ở tiếng Việt thì học tiếng Phạn ít quá, có học cho đủ. Năm mấy năm trước ông Thác, ông ra ông làm thì ông có mở cái băng Phạn để cố học. Bây giờ ông nghỉ rồi thì băng Phạn đồng chả hại lo chăm sóc, thành ra là chắc cũng chả tiến bộ gì được. Không có học cái tiếng Phạn nữa rồi. Nhiều người nó đi Ấn Độ học cho thiệt, Ấn Độ không ai học tiếng Phạn hết. Mấy vị đạo Ấn Độ không ai học, không nói. Học tiếng Phạn thứ nhất là giỏi tiếng Anh, với tiếng Phạn mới giỏi, với tiếng Anh lớp của tiếng Phạn không giỏi nói đâu.
mà tiếng Anh thì giỏi giỏi cỡ người Anh đó đây, và học tiếng Phạn mới giỏi được, chân không là học lâm nhem thôi. À, về tiếng Phạn mà người Ấn Độ rồi viết mà giảng giáo giảng tiếng Anh hết á, vậy như phần phẩm Văn Thiền Nhiên nó giảng tiếng Anh mà tiếng Anh lũ bố đọc không hiểu nói gì trong này. À, tiếng Anh bình thường cái người Mỹ người Anh nó đọc nó không chạy hiểu nữa, đừng nói người Việt Nam, thành ra nó đọc đọc một nó đau đầu không chịu đọc nữa. À, phải học tiếng Phạn là mệt vậy đó. Giờ mà đào tạo tiếng Phạn là tốn công. Bây giờ một ngày học tiếng Phạn mới học Mỹ 30-40 nghìn học không nổi rồi. Học nhiều cái thì rẻ lắm, mỗi năm 17-18 nghìn mà học nói chừng nhiều khi bỏ cuộc nữa. Mà giờ người không có tiếng Phạn thì mà khó mà dịch cho nó chính xác. Tôi nói làm mình làm mình có nhiều cái cũng còn trật trống, mình làm sao nên sửa lại hoài. Tôi nói cũng luật thì theo mỗi lần tôi đọc lại tôi sửa, mỗi lần đọc lại phải sửa, lần đọc lại phải sửa. Nó không bao giờ mình sửa hết, không bao giờ hài lòng cái chuyện mình dịch cái viện nghĩa nữa. nghĩa nó mơ hồ, mình đọc lên cái chữ này lần sau mình thấy tiếng Phạn nghĩa nó thêm. Này công tác đào tạo thì dễ, hay là bây giờ nó chưa có thì chắc 10 năm hay 5 năm 10 năm nó có ai nữa mà tiếng Phạn không? Cho bây giờ kinh nhiều người tôi thấy là ở Việt Nam thì phong trào dịch kinh nhiều lắm, dịch đại tạng nhiều lắm, nhưng mà dịch kinh là phải hiểu văn phạm của nó. Văn phạm mình phải biết rằng nó huyền trang, dịch có văn phạm là huyền trang, ngày là thập dịch có văn phạm ngày là thập, nó dịch sách nào nó bị ảnh hưởng, ai dịch sách thì biết dịch sách tiếng Pháp bị ảnh hưởng theo văn phạm của Pháp, dịch sách tiếng Anh bị ảnh hưởng theo văn phạm của Anh, mà dịch sách tiếng Đức bị ảnh hưởng theo văn phạm tiếng Đức. Nhưng Việt Nam hiểu sao nó có cái chuẩn này, nó cũng tương đương thì cũng có thể được. Thế hồi xưa về các ngài, về ngài Huyền Trang dịch sẽ có cái mẫu văn phạm riêng của mình, cấu tạo từ, cấu tạo mệnh đề, cấu tạo câu như thế nào, nó có cái luật của nó hết á. Mà cái như này mà không rành đấu chiếu thì không thấy được, chứ không phải là người học chữ Hán mà khôn mà dịch được. Thế mà nhiều người trang từ điển chữ Hán mà dịch cái dịch kinh như vậy nguy hiểm, dịch kinh còn hơn dịch toa thuốc, là thành mấy người coi thường kinh điển quá. Mình coi thường kinh điển như ba lơn mà chối ai có thể dịch được cái chuyện đó. Học y khoa mà không có trình độ bác sĩ mà học y khoa ai mà cho in. Cái học cái đó là ai phải chuyên môn ai cho in. Nên mình không có công trình đào tạo. Dịch chú giải rồi trong nhiều cái học hết chú giải lung tung đó. Nên mình tập như vậy đó. Tổ ngay Tây hồi xưa như ông Louis de la Vallée học tiếng Phạn, học tiếng Tây Tạng, tiếng Hán giỏi, dịch còn chỗ còn trật trong đó. Ai trên là mốt cũng vậy đó, nghĩa là trật chỗ này trật chỗ kia, nói với Phật pháp họ và là người thông bác, họ học Phật sau này học họ biết rất, họ có công phu nghiên cứu rất rõ. Nhưng mà có nhiều chỗ nó bất ngờ, họ cứ tưởng hiểu rồi thật ra là không hiểu được. Nói dịch nó cũng hoàn toàn chỉnh được. Ở đây nói dài thêm chút là phải đụng tới cái vấn đề nó cơ bản quá, hành tôi nói dài một chút. Vấn đề nó lâu dài, để hỏi tới mà giờ chăm sóc thì không có ai có điều kiện nào để mà đào tạo về cái vấn đề về sau này. Mình bây giờ mình gây nhau thì dễ, mà đào tạo người thì khó. Ở trong nhà vậy chứ cũng như một cái gia đình vậy, rồi cha mẹ nó cứ lo đi làm ăn rồi lo gây gỗ nhau, còn thì con cái để nào vớ vẩn thế nào biết, từ khi chết cả cái gia tài của giàu cách mấy nó phá sản này. Cái tình trạng Việt Nam thế đó, nó Phật pháp nó mở rộng nhưng mà ngay cả sách vở thì quá nhiều đó, sách vở Việt Nam mà ra tiệm sách Phật giáo nhiều nhất. Nhưng mà ngay thanh niên á, lớp thanh niên trẻ gặp tôi nói chuyện là lạ, không có tới thăm, nó tình trạng sách Phật dịch rất nhiều nhưng mà nội dung không có. Có nghĩa là tất cả sách dịch rất nhiều nhưng mà trong không có nội dung bao nhiêu, phổ thông thôi. Phổ thông kiểu là Phật hay, Phật dở, Phật giáo cao, Phật giáo thấp, vậy thứ hai giữa cao thấp thì khen làm những cái chuyện đó để thực hành áp dụng cho được, chứ còn khen cao mình chả làm được, khen thấp chả làm được thì chả thôi gì, cứ khen không vậy đó. Phật giáo với khoa học là cái câu nó cứ dẫn biết, còn câu Einstein biết chỗ nào tôi đọc cho thấy mà cứ dẫn biết Einstein biết ông nói gì trong đó. Dẫn biết thì nó Phật giáo, nó Einstein cũng khen Phật giáo mà. Ông khen cái chuyện ông mà mình ông khen chỗ nào mình chả biết, mà chả thấy, tôi thấy đọc mấy ông sách dẫn Einstein chả thấy ai viết tới cái câu này, ông nói đâu chả biết, nó là tôi hỏi biết ra là mình với cái tiểu sư Einstein chả bao giờ thấy ông nói câu này. Thì ông nói chỗ nào đó rồi sau không bao giờ ông nói lại nữa, thì ông ta chả lưu ý. Mà mình dẫn ngoài thì thấy sang bất quan làm họ, cái đó nó ngay. Mình ở đó mình ngay. Thôi chuyện nó mất thì giờ được không? Hết một nửa tiếng rồi, ôi trời ơi. Thì cái chuyện đó là chuyện nó dài dòng quá. Nên cái chuyện mình, chuyện sinh tử nó dài dòng quá. Cả là một cái tương lai. Cái đụng tới thì không thể dừng được. Nó nói dài dài. Thôi bữa nay nó qua cái câu Vô Kinh Kim Cang để nói. Thời gian cũng còn bao nhiêu nữa. Hy vọng trong năm nay chúng ta cũng dịch nói chuyện Kim Cang chắc được hơn phần nữa là cùng
còn phần nữa nữa chắc sang năm nó dài quá, thì nói xa lạ nó dài quá, hết không thâu tóm được. Và trong này thì thiệt ra là mình Kinh Kim Cang nói nó ngắn lại thì cũng không hiểu được. Cái xu hướng Kim Cang thì là đọc thì nó ban đầu ta đúng là ta dùng tâm để mà hiểu, mà tâm để diễn trải hiểu tâm là cái gì, tức là dùng sự tưởng tượng, đã dùng tưởng tượng mà hiểu. Tưởng tượng hiểu thì nó có hiệu quả thật, cũng như người uống thuốc mà uống placebo, tôi cho thuốc đau đầu, cho thuốc đau bụng uống nó cũng lành nhé, nó hết nhức đầu rồi, tùy theo cái cảm giác. Cho nên tụng Kinh Cang nó vẫn có ích lợi, ích lợi đó do là phần lớn là mình hiểu theo cái ý mình. Còn ít lời nữa thì cho biết, ít lời thực sự, ít lời cao siêu này cho biết. Đúng ra thì nói chung là thực là mình thấy Kinh Kim Cang mà chính xác hiểu hết thì cứ hiểu hết. Mấy cái căn bản như Kinh Kim Cang là gọi là, hay nói là Kinh Kim Cang tứ tướng á. Dạng cái kiểu tàu gọi là tứ tướng á, nhân tướng, ngạ tướng, chúng sanh tướng á. Dạng cái đó phần lớn những sách dạng tiếng cả từ Hán cũng sai, mà tiếng Việt thì đương nhiên là theo chữ Hán sai quá nhiều rồi. Một cái bốn tướng này. Vì không biết tiếng Phạn ấy, nguyên nó là gì. Mà Phật nói bằng tiếng Phạn như đâu, nói tiếng Tàu. Mà khi dịch ra một lá thập thì sợ chứ tưởng người ta không hiểu. Chứ tưởng một trong những tưởng của Ấn Độ là nó tưởng nó khó hiểu đối với người Tàu. Vì đó là cái tâm lý. Tâm lý chứ đó là quá trình tư duy trong tâm lý học, để quá trình nhận thức trong. Ai học tâm lý sẽ biết. Và cả học cái y học nó sẽ biết. Và khi mà nhận thức được á, mà có một cái ý tưởng được á, là cả cái câu chuyện rất dài dòng. Như cái bài báo mà mới cái năm ngoái ngồi bài báo mà trên tờ báo Time nó viết câu chuyện khoa học vừa rồi đó, mà nó mới khám phá ra, mình nói câu chuyện cái thằng bé mà gặp bà mẹ, cái nó chào mẹ ra là good morning mom, không nó chừng đó không là đã có một cái hoạt động, nó kéo một dây tờ có mắt nhìn tới hoạt động từ thần kinh thị giác của tới trung ương thần kinh, xu thần kinh, rồi cả não nó sắp đặt, nó máu lên chạy xuống như thế nào để lôi cả quá khứ như thế nào, không đơn giản. Thì trong cái tưởng nó cũng đương tương đương như vậy, chứ không dễ đâu. Thành ra thì ngài là thật mà thấy khó, không dịch chỉ tướng nó dễ, tướng là hình tướng nó dễ, thấy tướng nó cái xanh vàng đỏ trắng vuông tròn dài ngắn, tướng tốt tướng xấu, tướng trạng tướng hình là nghe nó dễ. Thằng chữ tưởng thì nó khó, nhưng mà rồi mình cứ bán theo chữ tướng mình giảng, mà viết mà giảng dài ra, giảng sơ sơ thì được. Mà dạng dài có đương nhiên nó đi lạc đề mất cái nó sai. Thế nhưng mà người ta hiểu tưởng ta vẫn có cái hiệu quả ích lợi trong đời sống hàng ngày. Người ta uống cái nghĩa là đau đầu, người ta ăn khoai mì khoai sắn nhiều khi còn hết. Việt Nam thời xưa đau bệnh chết lên chết xuống, người ta uống xuyên tâm liên với không người ta còn lành đấy, tùy theo đấy. Tất nhiên là lành cho tới độ mà những cái bệnh trầm trọng thì lành hẳn, những bệnh nửa chừng chừng ấy làm hết, những ở tù thời uống cái gì đâu. Xuyên tâm liên không á, mà cũng sống nhăn hết rồi về chứ, cũng có chết thật đấy, nhưng mà số chết cũng 10 người thì chết hết cũng 3-4 người rồi, nhưng mà đều đâu có chết hết đâu. Thành ra là vẫn có ít lợi của nó, không, nhưng không phải vì ít lợi để mình cho rằng nó thật. Thì ở đây để suy nghĩ rằng cái thật là cái giả. Ở thế giới, thế gian này thì nó tất cả đều là giả, mà nói chung là giả hết á. Nhưng mà cái giả mà nó đúng cái duyên của nó thì nó vẫn có hiệu quả như thường. Người ta kể cái chuyện cái chim bao đó hả? Chim bao là giả, nhưng mà trong chim bao thì mình cũng thấy là thật vậy, mình sợ hãi, mình chết chóc vậy. Đó là chưa kể mà chim bao xong giật mình thức dậy, người ta còn mê cái chim bao nó tiếc, hồi hụi tiếc cái chim bao. Mê cái chim bao, tiếc cái chim bao. Đấy là người trong mộng, thấy người trong mộng, chim bao trong mộng. Thành ra là cái chim bao là giả, nhưng mà nó vẫn có cái hiệu quả của nó. Chứ mình không những thể lấy cái hiệu quả, đã lấy những cái hiệu ứng đó mình cho là thật được, nó tạm thôi. Mình phải tiến xa này, nếu tiến xa mới thấy. Mình học sơ thì được, ví dụ như tập thiền mà thở vô thở ra thấy an lạc, thấy đủ thì cho là hiệu quả rồi. Với nhiều khi ngồi vô một chút thấy người lưng lưng lên một chút, từng tạm thấy như vậy là đủ, tưởng là được, ngủ uổng nha, không xong là chưa ăn thua gì đâu. Chừng đó chưa ăn thua gì. Nhưng mà điều người tu tập thêm nữa mới thấy. Chứ thực ra nhiều người học ít có trình độ, ít có tới chừng đó, tu tập ít tới đó tưởng là ngay hết, hay rồi. Và sinh ra chứng, ra cho rằng tưởng, chứng đạo, ngộ đạo, đâu mà đi thuyết pháp, đi giảng dạy, nó luôn là la ra hết. Thì người đương nhiên, người sơ cớ, người không biết, người ta thấy là hay. Thì người chơi ba giờ học Phật, cái giờ có nói tam bảo, tứ bảo, người ta đâu có biết tam bảo là gì, tứ bảo là gì. Nói gì nghe còn hay thôi, Phật pháp tăng là thêm cái bảo gì nữa, ngũ bảo cũng còn hay thôi. Tốn bốn thánh đế người ta chưa biết bốn thánh đế là gì, mà nó năm thánh đế rồi, mà ba thánh đế, hai thánh đế người ta nghe vẫn hay như thường. Nhưng mà thực sự là vì sao nó bốn, vì sao nó ba,
nó ngoài ra có cái, nó đơn giản cái nhận thức người ta không phải là muốn bịa sao bịa, nó có quy luật của nhận thức, quy luật nhận thức mà người thường không thấy được. Thì đây là ý nghĩa này, thực ra thì không phải ngoại lệ, nhưng mà những người học kinh Kim Cang hay kinh Phật có điều kiện thì suy nghĩ muốn cho mình tiến bộ thì phải có những cái suy nghĩ này. Tự nhiên là mình nào Phật cầu sự tiến bộ, thấy được sự thật, thì mà sự thật là gì, nói cho một cách là quá đáng, hay là nhiều khi nói một cách mình gọi là khoa đại, phải thấy được cả cái chân lý của cái ba ngàn đại thiên thế giới, tam thiên đại thiên thế giới, thấy được cả cái chân lý này. Cái vấn đề mình học là vấn đề liên hệ cái sống chết, mình nhiều khi mình lăn lóc trong bụi đời rồi mình không nghĩ tới sống cũng được mà chết cũng được, mình không bao giờ nghĩ tới, thì mình nghĩ sơ sơ thôi, mình cũng nói người ta sống sinh tử đại sự sống chết, thật ra là không bao giờ mình nghĩ tới chuyện đó, nói cho vui thôi. Không bao giờ mình nằm và ngủ cái nằm trên giường mình ngủ mà giật mình hoảng hốt ra, biết đâu mai mình chết quách cái cả cái nhà cỡ cả cái gia tài sự nghiệp nó mất hẳn, biết là mình nằm vùi thay dưới đất cả cái gia tài cả cái sự nghiệp nó để cho ai, rồi chết rồi nó có con cái nó phá tan chạy, biết nó làm thế nào, nó uổng công mình, không biết nó có thờ mình hay không nữa, cháu bây giờ nghĩ tới. Thành mình nói mình suy nghĩ sống chết, nhưng mà sống chết nghĩ sơ sơ thôi, nghĩ tới chỗ mà tơ chỗ đó mà thấy khủng hoảng, thì hết cái khủng hoảng mà thấy được an lạc, thì nó cả một quá trình. Từ cái chỗ nhìn thấy sống chết mà kinh khủng, từ cái kinh khủng nó thấy cái an lạc, thấy cái chân lý, thấy cái thoải mái, thấy cái giải thoát, thấy cái thanh thản, cả một quá trình. Nhưng mà cái khó ở chỗ là mình thế nào thấy được gọi là cái chấn động đó, mình thấy cái thế giới đang sụp đổ, cả cuộc đời mình đang sụp đổ mà mình không thấy được. Cho nên chỉ mình học kinh điển thì học lai rai vậy thôi, để hiểu thì cái hiểu hết được. Nhưng mà nếu muốn cầu cho tiến bộ thì phải là mình cố vận dụng huấn luyện, mình học tập tới lúc mà mở rộng tâm trí mình ra cho nó cao lên mới thấy được. Mình cố mình mở cái óc, nó có quy luật của nó, sinh ra con người nó có quy luật còn suy nghĩ của nó, không phải đơn giản như Tây thì phải suy nghĩ tới Tây, mà Tàu phải suy nghĩ tới Tàu. Người Việt Nam là xanh trời chạy, biết xanh trời là gì, phải nói trời xanh, mà qua tiếng Tàu về nó thanh thiên sinh thiên, chứ nó thiên thiên thanh nó khác, nó thanh thiên nó khác. Thế qua tiếng Anh mà nó blue sky khác, mà sky blue nó khác nhau chứ không phải nó giống nhau, óc suy nghĩ nó đảo lộn liền nè. Còn Việt Nam nó xanh trời và trời xanh, tất nhiên là hiểu với không hiểu. Thế cái quy luật ngôn ngữ, quy luật tư tưởng có một quy luật nhất định, không thể đảo lộn được. Dù có siêu việt ngôn ngữ, có hệ năng đi nữa thì cũng phải theo ngôn ngữ. Ngày về nó nói tiếng Tàu thì cũng phải rằng là sực phản, giống là phản sực được. Ngộ sự phản chứ không là phản sự ngộ được. Đó là phản sự ngộ, là ngài Huệ Năng có nói vậy người ta chả hiểu gì, không thể nói rằng mình siêu việt ngôn ngữ được, nó có cái quy luật của nó phải hiểu. Mà đây là cái khó khăn trong cái chuyện ngôn ngữ, phải vượt cho qua được nó rồi mình thấy được cái chân lý. Và không thấy được cái chân lý thì không thể giải thoát được. Đối với người tu Phật, không do cầu nguyện, không do cái gì mà có thể giải được giải thoát, chỉ có duy nhất là trí tuệ. Cho nên đề cao trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, mà kinh kệ kim kim cang đề cao trí tuệ Ba La Mật, mà dùng cái trí tuệ như là cái kim kim cang, nó kiên cố như kim kim cang và nó có uy lực như kim kim cang, thì mình phải thấy là cái trí tuệ nó ghê gớm, trí tuệ tới mức đó mới giải thoát nổi, trí tuệ như kim cang mới không mong giải thoát được. Vậy là cái tờ ngã vậy đó, trong chúng ta biết kim cang đập vỡ cái tờ ngã, ta có cái mặt, cái tờ ngã của mình đau khổ hạnh phúc để cái tờ ngã này hết á, mà cái tờ ngã đập không phải dễ đâu. Từ cái chuyện nhỏ tới chuyện lớn, khổ não với gia đình, những người thân thương với nhau, cuối cùng gây lộn, trong chia rẽ nhau, cãi cọ nhau cũng vì cái tự ngã. Ta không hiểu người, người không hiểu ta, không hiểu nổi. Rồi nhiều khi ta cũng hiểu ta, là ta trước ta sau, ta phản bội là ta phản bội tới chính mình. Làm mất danh dự của chính mình, làm mất cái đức độ của chính mình, làm mất danh dự của chính mình. Đó gọi là làm sụp đổ đời của chính mình, đó là vì không hiểu cái ta là cái gì hết, làm tờ bậy. Cho nên chỉ là mình sụp đổ lấy chính mình, rồi nhiều khi phải nhảy lầu tự tử nữa, buồn rầu khóc lóc đời quá, sao đời tôi khổ. Cái ta nó phải dễ dặt, mà phải ta dùng cái trí kim cang, làm sao có cái trí kim cang được. Thành ra là mình phải tạm thời lâu đời thôi, mình như người nghèo khổ, phải chắc bóp từng đồng như con kiến, thả lâu đầy tổ, kiến thức mình phải tha cho tới lúc nào thấy rõ được, thì mới đã học được, mở được cái tấm lòng, cái tâm mình rộng rãi ra, thấy sống và sự chết. Đức kinh sợ tất nỗi sống mà chết kinh sợ, thì mình vẫn sống bình thường như mọi người thôi. Kinh sợ lâu mặt mày hơ hải, ra đường mặt mày hơ hải, thấy mình mặt cũng bình thường. Cái người mà gọi là kinh sợ sự sống sự chết, cái người đó
luôn luôn sự sự một cách an ổn, không vội vàng, không tấp, kinh sợ, vội vàng lo lắng cái chuyện để rằng mình thoát. Nhưng mà không phải vì sợ, vì người đó thực đạt tới cái mức đó không còn gì sợ nữa. Ra đường ấy, xe hơi nó a hù cũng giật mình, giật mình thì nó biết trước sau gì mình chết, thấy rõ chết có gì nó giật mình, chuyện đơn giản, không còn sợ hãi và sống an lạc, cũng bình tĩnh, không có vội vàng, không có hấp tấp. Nhưng mà đối với chúng ta thì nó cái đó khó ha. Mình đi đường mà hay gặp cái chiếc lá nó rơi cũng đủ giật mình rồi. Khi nào đạt tới cái mức không giật mình, Phật nói ai mà còn tham sân si thì ở trong khu rừng thì luôn luôn ngàn lá rơi cũng sợ hãi. Thì mình chưa bao giờ ở rừng, ở thành phố đông đảo người, có hệ thống bảo vệ an ninh, kể thì ở Mỹ rồi khủng bố như vậy an toàn chứ. Trên máy bay thì có cái an ninh phi trường, ra đường phố có an ninh đường phố, ra biên giới an ninh biên giới, an ninh trên không với biển với tàu này này. Nhà cửa thì có người hàng xóm có canh chừng, thấy có chuyện gì lộn xộn thì kêu công an, cái cảnh sát bảo vệ quá mình thấy an toàn. Nhưng có một sự không an toàn nhất, không ai bảo vệ được, thành các tơ hạng cũng bảo vệ nổi, mà mình bao giờ mình thấy thành mà không bao giờ thấy được, mình sống nhẫn nhơ. Nhưng mà nhiều người thì nghe nói Phật nói như vậy liền nó cho rằng Phật nó bi quan bi quan yếm thế đấy. Đâm nó chê bai. Thực ra thì sống với cảnh giác, mình sống đó nguy hiểm với cảnh giác. Cái người cảnh giác nguy hiểm được, người đó mới an lạc, mới an toàn. Cái người đi rừng biết khu rừng thì nguy hiểm, và biết mình đủ sức biết cách để phòng ngừa, người ta an toàn. Chứ còn người khu rừng biết trả khu rừng, trả biết cái gì, đêm tối mình mong trả cái khu rừng gì. Có hai hàng người đi khơi khơi, chết lúc nào không hay. Người đó thì người ta cũng cho là hạnh phúc đi, không được đi. Nhưng mà có người mơ hồ, thực ra là ít lắm cái người mà đi khu rừng mà gọi là đi nhẫn nhơ, không có đâu. Nhưng mà đi khu rừng ban đêm mà lạc khu rừng, phập phòng, lo sợ, sợ ma, sợ quỷ, sợ đủ thứ. Chỉ người nào biết rõ khu rừng, biết ta lăng cái gì đấy, thì người đó mới không sợ hãi. Biết rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào, biết có thể bị tấn công lúc nào. Mà biết rằng khu rừng này, đây là những cái điều mình học. Thì thế nào quan trọng là làm sao mở rộng cái tư duy của mình ra. Tập phương pháp, mình học phải tập tư duy, tập mở rộng ra, ít lợi. Thì hằng ngày mình quan sát này, đi đạp cái gai, mình cũng tư duy là cũng hiểu được ý nghĩa cái gai như thế nào. Quan nghĩa thế nào, tại sao ta nổi tham, ta nổi sân. Khi đạp cái gai, ta nổi bực, dọc lên. Tại sao ta sân. Khi đạp ra, va đầu vách tường, ta nổi sùng lên. Giận, mình biết giận ai, giận cái vách tường. Cái vách tường không đứng hiền sợ nó cho mình va. Hoặc là giận cái người dựng vách tường thợ chứ không dựng vách tường như tên ta va, hoặc là giận chính mình chả biết, đó là những cái mình mơ hồ. Có khi đương nhiên là không phải nó ai đụng vách tường cũng giận đụng, nhưng mà có nhiều người ấy, cũng có nhiều đợt vậy chứ, chả đụng vách tường hay đụng cái gai, đụng cái nổi giận hay là buồn bực, ai bỏ cái nền chiên cho mình đạp, chứ mình đã đi những cái giữa đường, người ông bố đi giữa đường cái đi trong nhà nghe vấp té cái lá con và để giữa đường, thì đi không ngó là vấp cái mắt gì, nó để đâu để, mình ngó mình rút thì mình ráng chịu chứ. Nhưng mà la con người ta, tức là mình sống mình gọi là mình không cần nghĩ tới, mình có cả một cái hệ thống an ninh rồi, cho nên mình không thấy mình là nguy hiểm, không thấy giác ngộ. Nhưng mà thấy cái đó thì cũng phải đòi hỏi tập tư duy mới thấy được, có mạch lạc mới tư duy được. Chứ con nít nó chưa cái trình độ tư duy đâu có biết, đi nó đi ra ngoài hành lang nó đâu có biết té, chỉ có bố mẹ dẫn nó biết té thôi. Khi biết tư duy rồi, biết cái luật, đây là phải biết cái luật đó, biết cái luật từ cao rớt xuống như thế nào, biết cái mé như thế nào, biết đi như thế nào, mới biết té không té. Chứ con nít làm sao biết té được, đi ngay cái hành lang đến lầu ba lầu tư cứ đi khơi khơi, không có cha mẹ nó té liền. Thì cũng vậy, nói rằng ta đi vực thẳm, ta đi trên vực thẳm mà không bao giờ biết mình sắp té. Muốn biết té phải có trình độ thôi, chứ không phải tự nhiên mà thấy được. Cũng mình biết té là mình hiểu con nít, hiểu cái mình hiểu nhiều thứ lắm. Cái này thiệt là mình hiểu tại sao mình đi vách tường mình té, mình hiểu rồi. Đứng trên lầu cao mình dòm xuống dưới đất, mình chống mặt mình thấy rồi, mình hiểu tại sao. Học ít học nhiều thì cũng hiểu à, nhưng con nít chả hiểu gì. Thì đối với chúng ta nhìn đời vậy đó, xung quanh mình á, cả mọi thứ rồi mình bao giờ mình thấy mình quên nó đi, mình tưởng là an toàn. Nên những người đại trí thức vậy đó, sống ảo tưởng trong cái sự an toàn,
phải cho rằng an toàn thì nghĩa đụng tới, ai đụng tới một cái là chê bai. Vì vậy cho nên chê đó rằng đọc kinh điển trước cái kinh sợ, kinh hoàng. Từ kinh hoàng đó mình tỉnh ngộ, giai đoạn tỉnh ngộ sẽ bắt đầu mình an lạc, tìm sự an lạc của mình, thỏa mãn chính mình, thấy được sự thật rồi thì không còn gì đáng sợ nữa. Nhưng mà chưa thấy thì mới đáng sợ. Chưa qua hai trường hợp đó, không thấy thì biết không sợ xuống, cũng chả sợ gì. Mà không thấy bắt đầu nghĩ tới, chưa thấy cũng sợ rồi, nhưng thấy rõ ràng thì không còn gì sợ nữa. Đây là gọi là thấy sự thực qua cái ngôn ngữ của nó. Thì đây giờ nó liên hệ giới thiệu dài dòng, nhưng mà đây chúng ta đang nói tới cái bốn cái loại trong cái ngôn ngữ của Phật, bốn cái phương diện trong ngôn ngữ của Phật, bốn cái trong kinh Dương Cang á, là nói rằng là Như Lai mới nói rằng là thật chân ngữ giả, thật ngữ giả là bất dị ngữ giả và cuốn ngữ giả, là bốn cái, bốn cái thật là chân ngữ, thật ngữ, như ngữ và bất dị ngữ nè. Dịch ra như vậy đó nha. Và từ từ chúng ta sẽ nói thêm cái này, tuần trước cứ nói sơ sơ thôi ha. Tuần trước nói sơ sơ thôi. Hai tuần này thì là nó rõ thêm chút. Là cái đoạn kinh Dương Cang, thì đọc lại đoạn kinh Dương Cang chút, cứ đọc theo chữ hàng được không? Tu Bồ Đề này, Phật nhắc Tu Bồ Đề này, Như Lai này là người nói chân, chân ngữ là vị nói chân ngữ tới bốn này. Như Lai là người nói thật, nhưng ai là nói như, mà như ai là nói không có lừa dối và bất dị ngữ, nó cũng khác đi năm cái trong cái chữ Hán, thì năm cái mà trong cái bản tiếng Phạn thực ra bốn cái với một cái kết luận tùy theo. Thì cái này cho nên chia rằng là sau các con dịch con ngày chú giải bằng chữ Hán, tăng nghiên cứu để cho các bạn dịch thiếu, bạn nói thật cái năm chữ có bốn, thực ra có bốn chứ không phải năm. Các cái bạn chú giải của ngài Thế Thân chỉ có bốn thôi, không có năm. Bốn cái thì bốn cái này tôi thấy là bốn cái, vì sao có bốn cái? Nhiều khi như cha nói mình cắt cớ theo cái chữ nghĩa cắt cớ bày đặt ra, nhưng mà thực ra thì các ngài Thế Thân mà chú giải, ngài Vô Trước chú giải cũng trúng giải cái trật tự của bốn cái này. Chúng ta biết rằng Đức Phật giảng pháp luôn luôn ngài nó theo một cái trật tự hướng dẫn, cũng như người dạy học vậy đó, dạy nó từ từ, đọc cái nội hàm sẽ thấy. Khi mới gặp những người chưa biết gì mà chẳng còn lăn lộn trong bụi đời, gặp đầu tiên gặp Phật thì đầu tiên nói cái gì? Nói những chuyện bố thí sanh thiên, nói những cái chuyện ích lợi thiện ác làm trong đời này, cho sung sướng trong đời này. Khi mà hiểu rồi, từ từ hiểu rồi, biết rằng ta có thể an lạc trong đời này được, nếu làm được thì đời này chết, còn đời sau nếu có đời sau vẫn sung sướng. Sung sướng ở đây, sung sướng trên trời. Người mà an hiểu được cái điều đó rồi, tin tưởng điều đó rồi, thì bắt đầu mới cho thấy sung sướng đi, cái đầu mới giảm cái khổ tập diệt đạo. Thì đây là những cái thứ tự cụ thể. Thì học kinh Phật chúng ta phải hiểu một cách cụ thể như vậy đó. Nói ra là phải hiểu chỉ cho rõ cái đó là cái gì, chứ chúng ta không mơ hồ được. Những cái lời Phật nói về cái gì, ngay cả nói Niết Bàn, nói về an lạc này, mình nghe mơ hồ, mình không bao giờ hiểu đó. Nhưng thực sự cố làm thế nào hiểu và thấy nó. Ban đầu thì mình thấy nó mơ hồ, nhưng mà thế nào thấy cho rõ hơn, thấy gọi là như thấy trái xoài trong tay vậy đó, chứ không phải những ý tưởng mơ hồ trong đầu. Không phải nói như là mình đứng nghe người ta kể rằng trong phòng có con ma, mình tưởng tượng ma đen hay ma trắng, ma mà da vàng hay da đỏ, con ma, chứ không tưởng tượng nó con ma là con gì, phải thấy rõ nó là con ma, đó là con ma thế nào. Phải nói cho nó rõ, mình hiểu như thế này mới thực hành được, mới hiệu quả được, tức là phải cụ thể đó. Chúng ta thực là nhiều khi là gọi là mình gọi là duy tâm, theo cái nghĩa mình duy tâm mà mơ hồ đó, mình là cứ do là cái tâm mình cả rồi ngồi suy nghĩ, rằng là ngồi mà tưởng tượng ra là suy nghĩ, cho nên chỉ là không bao giờ đạt cái kết quả, nghĩa là tới mức nào đó thôi, kết quả cao là không kết quả được. Giống như mình là những người mà chưa có thần thông, chưa bay được, mà muốn lên lầu cao, đi chừng 2-3 bước xong cái là tưởng tượng bay lên trên lầu trên rồi, không chịu tới. Thì đây giờ nói cho lời Phật phải cụ thể như vậy trong cái lời nói này. Nhưng mà cái câu này có 4-3 tầng để hiểu trong á. Câu thứ nhất là Như Lai thì chân ngư giả, thật ngư giả,
Phật nhắc Tu Bồ Đề thì khi hiểu bình thường, cái này là chúng ta có thể hiểu trong cái phạm vi tầm thường nhất, là những cái điều trong kinh Phật nói thường là nó vượt ngoài cái hiểu người ta, nó mâu thuẫn nữa. Hai cái nghiêm căn nhiều chỗ nó vượt ra ngoài cái hiểu bình thường. Có những cái bình thường mình hiểu, có những cái mình suy nghĩ thêm chút nó thấy nó mâu thuẫn, mà thêm một chút nó thấy không được, cho rằng không hay. Đây là mình hiểu rồi, mình hiểu một cái bản dịch rồi mình giảng rất sơ, với đây mình tán tụng quá, mình khen hay cái gì mình thấy hay. Chứ còn nếu người mà đầu tiên mà đọc vào chưa biết gì cả mà rành chữ nghĩa đó, thì phải rành tiếng Phạn đi, đọc vào thì kia là nhiều cái hùng dược mình đóng, nhiều cái hùng dược mình đóng. Thế là còn những cái nữa là cái là Phật hay nói, ví dụ như là vào chỗ là thường thường nó phước đức, phước đức vô lượng vô biên, tụng kim kim cang này là có cái phước này. Phước này phước mà còn hơn cả người bố thí nữa. Thì trong nó có mấy vấn đề người mà không tin bố thí. Nếu bố thí thì như người mà gọi làm việc từ thiện, người làm việc từ thiện mà vô thầm hay không tin tưởng gì cả làm việc từ thiện thì chỉ rằng là đây là làm xã hội thì không nhất thiết phải tin là có đời này đời sau nhân quả phước báo gì. Làm vậy thôi. Chứ cũng có người làm từ thiện, tin rằng có đời sau, đời trước. Cho nên khi Phật nói rằng là cái phước đức vô lượng vô biên, thì nhiều người tin người không. Nhưng mà tin nữa, Đức Phật nói đúng hay sai, thành ra thì phải nói rằng là Như Lai là người thật trong đó. Thì câu này thật ra thì đa số tây giảng cũng giảng theo kiểu này. Nói là Phật nói thật thì nó cũng hiểu vậy cũng đúng. Vì rằng là để tin tưởng nhắc nhở rằng là những điều Phật nói trong các là thật. Nhưng mà cái này là chỉ có giá trị với những người tin Phật thôi. Những người không tin Phật thì thiệt ra người ta không chả tin. Có nhắc mấy người ta cũng tin. Mình đã biết Phật, mình nghĩ rằng bậc đại giác mà kinh điển nhất là kinh điển tin, kinh này là kinh Phật nữa, lời Phật nữa. Thì câu này có giá trị đó. Thì nếu thí dụ như là tôi là người Theravada, tôi tích Thái Lan, tôi ngôn thủy Pali, cái kinh Kim Cang cho mà Phật nói, thì câu nói là vô giá trị. Tại vì rằng là Phật nó có câu đó đâu, người ta phiểu đâu cái Phật nào mà nói, thành nó có nói vô giá trị. Cho nên chia rằng cái giảng như vậy thì là chỉ có hiệu quả hạn chế. Thì cách thứ nhất, tức là khi Phật nói xong rồi, nói những cái đoạn, nói cái chuyện kinh kim cang phước báo rồi bố thí rồi dạy tất cả rồi, sợ chúng sanh không tin, những cái Phật không tin với những cái phước quả này bộ đồ chúng sanh rồi, rồi là bát nhã cũng phải là bát nhã rồi tu hành nhẫn ba la mật và những cái này nó nhiều xong sợ người tâm tin. Phật nhắc rằng không tin đi, ta nói thật thì ta không nói dối đâu. Nhưng mà đây là những người, thì tất nhiên là chỉ những người tin Phật cái câu này mới có giá trị thôi, là cái thứ nhất này. Thì nhưng mà đầu tiên thì đối với ta phải tin cái đó, thật cái niềm tin này quan trọng. Mà không tin thì thôi, nhưng mà cần thiết tin được, tin những lời đó rồi bắt đầu suy nghĩ. Nhưng mà dù muốn dù không thì phải tin để mà suy nghĩ vào một cái. Người mà chưa biết không tin kim cương cang là Phật nói đi nữa thì cũng tạm thời tin để mà suy nghĩ. Nhưng mà tạm thời tin hơi khó đó. Người mà bây giờ mà những vị mà tin là chịu kinh Pali là Phật nói, ngoài ra không có gì Phật nói cả, thì những cái đoạn này mà cho nói rằng Phật nói thì khó gì biểu suy nghĩ, chả suy nghĩ. Cho rằng Bà La Môn nói cái chữ Bà La Môn giáo, chả có suy nghĩ gì hết á, thì không bao giờ suy nghĩ được cái thấy cái gì trong đó. Nhưng người ta có cái thành kiến rồi là đưa cái gì ra là bao giờ người ta cũng chê thôi. Cho nên nhiều người cũng hối hận đó. Tôi tưởng là vậy, cuối cùng té ra là tôi bắt đầu cũng dòng. Tôi cứ ý là nói là vậy vậy đó, té ra không phải là vậy. Thì cho nên cái tin tưởng như vậy là tạo được cái niềm tin nó cũng khó. Thực ra là phải có tin một cái đó, nhưng mà tin thì phải có cái lý do gì để mà tin, suy nghĩ để mà tin. Tin xong rồi mới suy ngẫm được. Chứ không lòng tin nữa thì nghĩ là cho cái túi mà người ta nói rằng trong túi này có cái đồng vàng trong đó mà có cả cái cục vàng trong đó, mình không tin thì mà cũng sờ cũng không biết gì trong đó thì không thèm dòm tới, không bao giờ biết cục vàng trong đó. Thì cái tên này là hơi khó, nó làm cái người lòng tin này một cái ra. Nhưng mà nên tin, thằng nó chánh tính thì phải luyện tập lý luận, học tập lý luận, học tập tư duy thì mình có thể tin được. Chứ không phải nói rằng là dễ tin, nó ở ngoài đời người ta tin cồn tin được cả, nhưng bác học tin nhiều cái mình cho rằng vô lý. Thế rồi người ta cho mình tin vô lý, mình cho người ta tin vô lý.
Thành ra là cái niềm tin của người này đối với người kia thì nó vô lý. Người Thiên Chúa đọc thanh kinh, người ta thấy hay, người ta giải thích thế. Nhưng người đó không phải là mù mờ, không phải khù khờ. Rồi những người họ đọc kinh Phật họ thấy nói lung tung, dở. Rồi cái người mà Phật tử mà đọc thanh kinh đó, thì đọc không chịu được. Cho ác quá, chú sai người ta giết người ác quá. Đấy. Thế là nhiều cái đấy là nhưng mà rồi người nào cũng phải giải thích cái niềm tin của mình cái chuẩn tùy theo thời đại đó, thì chúng ta thấy cả cái tôn giáo rồi đó, từ cái thời cổ, từ cái thời bắt đầu sáng lập cho tới bây giờ, nó mâu thuẫn với xã hội, cần điều chỉnh theo xã hội, vừa cái điều chỉnh bắt xã hội theo mình, bắt mình theo xã hội. Đây là nói dài dòng chút không, thì đấy gọi là cái niềm tin. Thế nhưng mà bây giờ niềm tin cách nào, thì đây là mình vừa có cái phần đó. Thì trong cái lời Phật bây giờ nói bốn cái, thì cách này cái dịch này hai cái đầu, như ngữ và thật ngữ, hai cái này lộn xộn. Thật ngữ và chân ngữ chứ, như ra là chân ngữ là thật ngữ, chân ngữ và thật ngữ hay thật ngữ và chân ngữ, cái này giảng lộn xộn. Chân và thật mình hai cái là một, mình thường thường nói như vậy. Thì bây giờ cái này theo viện cái tiếng Phạn thôi ha, cho tiếng Tàu thì không được, nhưng mà tiếng Tàu mà giảng cho xuôi thì không được. Chân là gì mà thật là gì thì cũng được trong á, nhưng mà nếu vậy thì nhất phải nó ngược lại, thật là trước chân là sau này, mà tùy theo cách hiểu tiếng Tàu mình. Ở đây không ai giỏi tiếng Tàu, và ngay người Tàu họ giỏi tiếng Tàu không biết cụ tổ tiên hồi xưa tại sao nói cái này chân, cái này nó thật, thì nó góp lại nó chân thật nó dễ, vừa chân vừa thật, thật tức là chân tức là thật. Thì mà nó chân là thế nào? Chân dung, dùng chữ chân dung. Chân dung là sao? Là cái hình vẽ với cái hình ngã cái giống nhau. Thì chân là gì? Chân là cái này, nên nó giống một cái mình làm, nó giống cái khác, gọi là chân. Rồi là giả tướng và chân tướng. Cái mặt nó luôn luôn bây giờ nó sợ, nó không phải là hình thật, nó không phải là con trâu bên ngoài nó khoác lên cái gì đó người ta không thấy, nhưng con trâu vẫn là con trâu. Thì mình bỏ gạt tất cả những cái ngoài này ra thì cuối cùng bày con trâu ra, ta gọi là cái chân tướng, chân hình, chân ảnh, gọi là chân. Nhưng cái này thì không đúng trong tiếng Phạn rồi, hiểu chân như vậy không đúng trong tiếng Phạn rồi. Còn thật là gì? Thật là nghĩa chính là thật là cái lõi đấy, thật là chắc, thật là cái lõi. Thì cái này cũng gần giống trong hai chữ. Thì bây giờ mình nói thế này, chữ Thạng dịch từ chữ nào? Chân ngữ Buddha. Buddha. Phật là gì? Phật là người nói, gọi là chân, thì chân ngữ nhà Buddha Vadi. Vadi là người nói đó, người nói là chủ trương, là học thuyết, là chủ trương, là chủ sướng. Hoặc là luôn luôn nói, tán dương. Còn đây Buddha là sự thật. Thì tâm cách này có nghĩa là Đức Phật nói gì, những cái gì nói Phật là chỉ một cái Buddha, là một cái chân gì đó, để chỉ một cái Buddha. Mà Buddha này là gì? Đây là một cái từ tiếng Phạn. Nó nhiều cái dùng cái từ nó, hiểu nó là danh từ được, mà hiểu nó là phân từ được. Đây là nghĩa, mà nghĩa cho nôm na là cái đang tồn tại, mà tồn tại là đang trở thành. Tức là đã thực ra đang tồn tại, thì lúc mà đã tồn tại mà chưa mất á, cái tiếng Việt hơi khó. Nếu mà nói theo tiếng Phạn tiếng gì đó thì mà gọi là đã tồn tại, thì đã có nghĩa là xong rồi, chết rồi, đã rồi, quá khứ rồi, đã tồn tại, nó đã có rồi thì chết rồi. Trong tiếng Việt ấy, đã tồn tại có nghĩa là đã xuất hiện nhưng mà chưa mất, đã có nhưng mà chưa mất. Thì cái này gọi là cái bút ta đã xuất hiện rồi mà nó còn đó mà chưa mất. Thì đây là cái nghĩa chính. Nhưng mà trong cái áp dụng hàng ngày, cái chữ Buddha nó chỉ cái gì? Nó chỉ con người. Một con người đang đứng trước mắt chúng ta, thấy trước mắt, thấy bằng tai, mắt thấy được, tai nghe được, tay sờ mó được, tất cả những cái đó gọi là một cái Buddha nè. Con kiến là một cái Buddha nè. Rồi cho tới cái gì nữa? Cây cỏ cũng đang là Buddha nè. Cái hạt cát cũng là một cái Buddha nè. Rồi nếu mình tin có linh hồn, có ma quỷ, thì linh hồn người chết đi rồi thì thân xác này tan rã, rồi hiện hồn về, mình theo cái kiểu bình dân đó,
thì cái hồn nó cũng bổ tan, gọi là sống đến đầu cây ngọn cỏ, là vất vưởng đầu cây ngọn cỏ, là hồn ma bóng quế, là cái gọi là bổ tan. Thì những khái niệm như vậy là khái niệm nhân gian nó rộng rãi, tất nhiên là khi dùng chữ Phật thì hạn chế là trong triết học người ta hạn chế là giống dùng bổ tan thì nó rộng như vậy. Nhưng mà nói chung thấy chúng ta thì bổ tan là gì, là một cái rất là cụ thể, chỉ bằng cái cụ thể. Nhưng cái cụ thể đó thế nào, cụ thể đó có nhân có quả, có những cái hiệu quả nhân quả của nó. Thì lời Phật nói là gì? Phật không nói mông lung, nói những cái rất là cụ thể. Cái gì Phật nói tìm trong như lời nói Phật cho nó cụ thể. Phật nói cái bố thí thì phải bố thí tìm cái cụ thể, chứ không nói bố thí theo kiểu khơi khơi. Những chữ mô thì Phật nói tâm, gọi là vạn pháp duy tâm, tâm ta có tất cả. Nhưng phải thì tỷ tâm là cái gì? Cái này rất quá mơ hồ. Trong người tu Phật cái mơ hồ nhất là nói cái tâm. Tâm là đủ rồi, tâm Phật là đủ rồi, chứ cần gì. Nhưng mà chả bao giờ thấy được cái tâm, chả bao giờ chỉ ra, không bao giờ nghĩ ra tâm là cái gì. Nó một cách mơ hồ khơi khơi, không chỉ ra được. Tức là cái tâm nó không còn là cụ thể nữa. Đây là một cách suy nghĩ. Thành ra là suy nghĩ đòi Phật phải suy nghĩ cho nó cụ thể. Đầu tiên chúng ta mới học Phật, phải bắt đầu những cái mà suy nghĩ là thực chất là con mắt thấy được. Từ con mắt thấy rồi thì là dùng ý thức mới suy tư. Bây giờ giả thiết đi, cái này tôi cũng giả thiết thôi để mình cái đại thí dụ nói tâm ta, tâm đây là gì? Giờ nói tâm là cái suy nghĩ cái gì nó mông lung, mình không thấy được. Nhưng mà cái không thấy được ít nhất là phải biết cái tác dụng của nó. À, tìm ra cái tác dụng của nó để mà thấy. Để biết rằng là nó có, ví dụ như nó là trong mình, là mình trong đêm tối. Mình, người ta nó có con chuột, mình làm sao biết có con chuột, mình không thấy. Nhưng mà căn cứ vào cái tiếng lục đục của nó và biết lục đục này là tiếng lục đục của con chuột hay con thằn lằn hay là con mèo, biết cho rõ, phải biết cho rõ con gì cơ. Tức là phải dùng cái suy luận, mà muốn biết như vậy ít nhất rằng ta đã từng nghe con chuột rồi, từng thấy con chuột rồi, từng biết con mèo rồi, mới phân biệt được cái tiếng này tiếng con nào. Mà nếu con chuột người ta xử lý khác, mà con mèo ta xử lý khác, mà gặp con thằn lằn người ta xử lý khác. Để con chuột thì phải làm ra đuổi điên, nó cắn sách, cắn vỡ, cắn đủ thứ. Con mèo thì để nó đó, để nó bắt chuột. Mà con thằn lằn thì thôi, không đụng tới nó nữa. Nó tùy theo mình, phải hiểu cho nó rõ. Thì cái tâm cũng vậy, mình hiểu mơ hồ. Mình nghe tiếng đục, mình cứ nói đại, nhiều khi chả nghe gì nữa, nằm ngủ giật mình thức dậy. Nó trong phòng này có con chuột, mà chả có con chuột này, chả biết con chuột nằm ở nào. Đối với chúng ta phần lớn mà là tu tâm dưỡng tánh, nhưng không biết cái tâm là cái gì. Mà là tu cả đời nó tu tâm, chả biết tâm là cái gì mà tu. Rồi không biết đi tới đâu mà sửa. Cái này hơi khó một chút. Chịu khó suy nghĩ, người nào cũng chịu khó suy nghĩ rằng ta đang tu tâm. Vậy tâm ta là thế nào, ta tu cho nó rõ chút cụ thể. Thực ra nếu mà cứ hiểu hoài như vậy, cuối cùng như là huệ là khá thôi, không tìm tâm bất khả đắc được, trả được cái gì hết, là người đọc trả hiểu. Thành cái đó chỉ thiền học, cũng sinh ra là sinh loạn ngôn, cuồng ngôn nữa. Mấy người đọc kinh Phật á, đọc tới cái chỗ Bồ Đề Đạt mà đối thoại với huệ khả. Huệ khả nó tâm con bất an đại, là thiền sư là an tâm dụng, đem tâm đại ta an cho. Cái người một đề nó tâm bất an, chúng ta chẳng hiểu rằng khi nó tâm bất an là thật ra đó là cái gì bất an. Có tên ta đọc nhiều quá hay thì suy nghĩ trong óc ta lằng nhằng quá, bất an đây là gì? Cái tâm bất an là chính rằng là những cái ấn tượng là mình nhìn thấy, thí dụ mình giết người, những cái hình ảnh giết người nó cứ lẫn quẩn trong mình, thì cái bất an đó là cái gì? Chính cái hình ảnh này nó làm xáo trộn cái gì bất an, hay là chẳng bao giờ biết đến hết đó. Mình không bao giờ biết chuyện gì tâm bất an. Đọc câu đó thấy tâm bất an ấy, là mấy chữ đủ văn phạm rồi. Tâm là chủ từ ấy. bất nghĩa là coi động từ đi, nó chạm từ mấy cái dựng chứng mà nó động từ đi. Rồi an là tỉnh từ, hay là chia làm tâm bất an, tâm là chủ từ, cái này là thuộc từ, mình đủ văn phạm rồi. Tức là cấu trúc văn phạm người pháp đủ rồi ta hiểu. Chứ còn cái an bất tâm thì chả hiểu gì hết á. Bất an tâm chả hiểu, phải chưa? Tâm không an, an không tâm, phần ngược nhau không hiểu đâu. Mà tâm không an là đúng văn phạm ta hiểu nè.
rồi Bồ Đề Đạt Ma nó không an tâm thì không có tâm để mà ăn, nó khác. Rồi ăn không tâm thì nó khác. Thành ra là có phải lục công phạm của nó để mà hiểu. Chứ không phải nó siêu về ngôn ngữ muốn là sao mà nói. Thế nhưng mà giả thiết là chúng ta hiểu rồi, chúng ta là người Việt Nam đó, hay là người Tàu đọc Tâm Bất An hiểu rồi. Nhưng mà thực ra mình tưởng là hiểu, nhưng chả hiểu gì hết, chả thấy cái tâm gì. Cho là như vậy là xong rồi, bắt đầu viết sách tăng lên. Về khả nói thế này, về đang chả bao giờ thấy cái tâm của mình. Mà chúng ta có thể tầm suy cái tâm mình được hàng ngày để mà điều trị nó. Không như Kinh Phật mới dạy đến là quán tâm làm sao? Trong tứ là quán là bốn niệm trụ đó. Gọi là quán tâm, nhưng mà thực ra là dạy chả bao giờ quán tâm tới đó. Bắt đầu tâm thì quán thân, tâm thì quán thì hơi thở là cùng. Quán thân rồi quán thọ, thọ những cái cảm giác nó quán được, nhưng mà cũng mơ hồ trong. Tôi quan tâm thì chịu thua luôn. Rồi giảng cũng nhịp, thực ra là quán trong cái tu tập mà quán thân mà quán thọ thì chưa ai quán đâu, ít lắm. Thì từ quán thọ thì sẽ có quán tâm là càng không đâu, mà tâm đây là cái gì chưa quán, cho nên người ta giảng cái quán ra thì nó mơ hồ. Thì người chưa tu tập tới đây chưa thấy, chưa làm thử thì nghe người ta giảng thấy hay lắm, cái giảng thọ thấy hay rồi, giảng thân cũng thấy hay, chứ đừng cái giảng thọ nữa, rồi mình cho là hay rồi. Thực ra là tùy theo căn cơ thôi. Mình đây là mình chưa bao giờ mình đạt tới, mình bao giờ suy nghĩ tới, mình thấy là hay rồi. Thế nhưng mà là nếu mà mình đạt tới gần tới mức đó, bắt đầu bối rối, không biết tâm là cái gì đó, mình đặt cái thọ, không biết tâm là cái gì để mà quan sát. Tất nhiên là Kinh Phật nói rõ thôi, nhưng tại mình không hiểu hết, mình không làm mơ hồ khó hiểu lắm. Ví dụ như Phật nói rằng là mình giờ xét là tâm cao hay tâm thấp, mình chả biết tâm cao là tâm gì, tâm rộng hay tâm hẹp mình biết làm sao hiểu được. Đặt cái trình độ là mình hiểu tâm cao hay tâm thấp này. Thế còn cái tâm có tham hay không có tham thì mình cũng có thể tạm thì mình hiểu. Nhưng mà thực ra cũng phải đơn giản đâu. Ngồi suy nghĩ rằng tâm ta có tham hay không, không biết được. Bởi vì ngồi suy nghĩ thì chả có gì tham, mình bình thường thôi. Vậy là không tham mà. Ngồi đó lên tham là khi nào thấy trước mắt có cái gì tới xanh vàng đỏ trắng, hay là tiền bạc của cải cái gì trước mắt mình mới thấy tham. Còn ngồi không nhắm mắt biết làm thế nào là tham, mà không tham nó cái tâm tham. Đây là căn cái thế tác dụng để thấy tâm có tham thì đã là có tâm, thì từ cái tham ta mới hiểu cái tâm, quán tâm được. Nhưng mà chưa bao giờ thấy thì đây là một cái chuyện chúng ta nói là mơ hồ. Vì vậy nên phải hiểu lời Phật, những cái điều Phật nói phải những cụ thể ra mới tu tập được rồi cái tâm không vậy đó. Em mình gọi là ngũ uẩn giai không, bây giờ sắc thì gọi là đơn giản nhất là sắc là không đó. Thì hai cái, thứ nhất là sắc mình chưa quán được, mình nói rằng mình sắc cho thực ra chưa bao giờ thấy sắc, mình là ngày đụng chạm tới sắc, nhưng ngồi quán sắc để không bao giờ mình thấy, mình ngồi tập bao giờ mình tập thấy cái đó. Vì hiểu sắc là cái gì, hiểu sắc là cái gì mơ hồ. Đương nhiên là ai biết sắc là vật chất rồi, sắc là xanh vàng đỏ trắng rồi, vuông tròn dài ngắn rồi. Đây là hiểu chuyện, nhưng ngồi quán để thấy cái sắc đó, thì cũng khi ít khi mình thấy được cái nó, cái tâm lý nó quan sát, nó không đơn giản như mình tưởng. Mình gọi rằng là cũng giống như người nói rằng là mình nói rằng là đi thì cái cách nói bóng bẩy á, thấy rừng mà không thấy cây, mà thấy cây không thấy rừng á. Thật là ta thấy là cái gì, tôi thấy cả một khu rừng, thiệt là thấy cây chả bao giờ có rừng. Ngồi quan sát khu rừng thì vẫn thấy là một cái màu xanh cái thấy màu xanh hoài mà không bao giờ quan được cái cây. Đây là những cái quán trên cái ảo giác. Cũng như vậy, sắc mình thấy cả một cái đống vàng đỏ trắng, nhưng cái cơ bản nó là cái gì bao giờ mình thấy. Thành ra làm sao thấy nó vô thường được. Rừng là một cái tập hợp, một cái hình ảnh trừu tượng, và cái rừng không bao giờ sanh, không bao giờ diệt. Dù rằng cái lửa nó cháy nữa, cái bông nó tự có nổ đi, cái rừng trong óc ta vẫn là rừng. Rừng Trường Sơn vẫn là rừng Trường Sơn.
Rồi cái sông Hương vẫn là sông Hương, hệ có những cái là cái gì gì đấy, là sông Cạn mà núi Mòn, cái núi Mòn mà sông Cạn đấy nè, thì Trường Sơn vẫn là Trường Sơn, mà Ngự Bình vẫn là Ngự Bình, mà sông Hương vẫn là sông Hương, nó không bao giờ thay đổi. Chỉ có dòng nước trong đó nó thay đổi, không bao giờ mình thấy cái đó. Thành mình quan sát mơ hồ, thì đây là một chỗ mà không thể hiểu. Những điều Phật nói là khó hiểu cái chỗ này, tập quan sát thì tất nhiên là cái này mình tập được thôi, tập từ từ. Nhiều cái pháp môn để tu tập, mình tập quan sát, tự tập cái ngồi thì cũng phải bình tĩnh cái đá, ổn định. Xong rồi muốn quán thì quan sát trước, quan sát thì cái gì nhìn thấy cho nó rõ. Nhưng mình thấy sắc mơ hồ, kiểu sắc thấy cả một cái bầu trời như vậy, thấy cả cái hồn núi như vậy, gọi là tôi quan sát. Mà sắc đời nào thấy vô thường được, núi đó nó còn đó, mất đó là theo cái, đương nhiên là cái cụ thể, cái hồn núi trước mắt mình ở chứ một thời gian sau người ta lấy đá rồi, ta đục đá hết rồi. Nhưng mà hồn núi tôi vẫn còn đó, hồn núi tôi từ nhỏ tới lớn thì vẫn còn, nó không bao giờ mất. Thì ngồi mà quan hồn núi là bất sanh bất diệt thì không bao giờ thấy nó vô thường được, thấy cho nó cụ thể. Cho nên chỉ trong các tu tập phải quán cụ thể vậy đó. Trong các đề tài thiền định của Phật thì tùy theo cái mức giai đoạn đầu là tất cả đều dùng cái con mắt để mà nhìn, mà con mắt phải có đối tượng là nó nhìn thấy rõ, đây là sắc. Về sau phát triển thêm nữa phải dùng lỗ tai để đọc kinh tụng chú, tụng chú niệm Phật phải dùng lỗ tai mà nghe, phải nghe cho nó rõ âm thanh, không có mơ hồ được. Nhưng mà trong cái thiền định xưa thì không có dùng cái âm thanh, mà ta dùng tới cái màu sắc, các cái đề tài của anh mà dùng sắc. Nó sắc phải chọn sắc cho nó thích hợp để mà quan sát. Phải là người ta ra nhìn đống rác, ngồi quan sát đống rác không có thể thành đạo được, khó. Nếu mình đại trí thì không dám nói, nhưng còn bình thường mình ngồi mình nhìn đống rác, quán đống rác, nó hỏi trong tâm tư mình nó rối loạn thêm, nó khủng hoảng thêm. Cũng vậy đó, nhìn màu sắc. Ngồi những cái tượng Phật mà nó vẽ thật đẹp, nó phần phục cái là áo xanh, áo đỏ trùng lên áo xanh, rồi người quán tượng thì xanh đỏ vàng trắng xanh, nó quán riết một hồi nó loạn tâm luôn. Cho nên chỉ chúng ta không cụ thể là vậy đó, mình không nhìn cụ thể. Vậy là cái Buddha thì bắt đầu trước, phải từ cái Buddha cơ bản trở đi, nhưng mà theo thứ tự nha, từng chữ một rồi chúng ta sẽ ráp lại những cái này. Vậy là thứ nhất là Buddha là cái gì, nó tóm lại là những cái gì mà đang tồn tại đó, hay là những vật cụ thể, cái cụ thể mắt người ta có thể thấy được, và trong người tu tập những cái gì ta dựng trước mắt được thì cái đó mới là Buddha. Nhắm mắt và dựng nó trước, thấy nó là không phải thấy như thấy cái hồn núi, mà thấy từng cái cây, mà trong cái cây thấy từng cái cọng lá, mà trong cọng lá cuối cùng thấy từng cái phân tử trong đó, thì mới thực ra thấy được. Thực ra là vì cái mà thấy mà ghi trên ấn tượng, ghi trên căn, nói theo sách đó, ghi trên căn mà chúng ta đã nhìn thấy là không phải cái màu xanh của lá kia đâu, mà từng phân tử rồi đó. Cũng như trong trang sách rồi đó, chúng thấy cả một trang sách này, đọc trang sách chúng ta hiểu cái chữ này như trên này đây, thí dụ chữ Buddha đi là trong cái màn hình này chúng ta thấy đó. Nhưng mà cái mà ta thấy thì cũng như con chó thấy, cũng như con chuột thấy trên màn hình thôi, nó thấy cũng màu xanh, cái chữ này nghèo qua nghèo lại vậy đó. Nhưng mà mình dùng ý thức để mình ráp những cái này lại, và chúng ta hiểu là ý tạng ngôn ngoại đó, là mình biết chữ thì mình vượt qua những cái này để mình hiểu. Chứ còn mắt thấy, nó thấy cụ thể từng cái chữ này. Cái người mà đọc sách mà sửa morat, chấm sửa chính tả, thường mà đọc sách mình sẽ thấy đó, mình sửa hay sai. Thí dụ tôi sửa sách tôi hay sai là vì sao? Thí dụ mình nói rằng là tự bi đi, nhưng đọc chữ tự không, mình tưởng có chữ bi rồi, nó rớt chữ bi ra mất, cuối cùng in mất chữ bi, mình cho là tự bi. Đây là mình đọc bằng tưởng tượng của mình, tức là mình thấy tổng quát, thấy tự không thì tới bi, cho nên mình đọc xong tự bi là cái chữ nó mất tự bi mình đấy. Nên ví dụ nó nhân thiên nhãn mục, tôi thuộc câu nhân thiên nhãn mục, nhưng mà mất cái chữ nhãn, trong in nó in mất dạng nhân thiên mục, nhưng mà trong chỉ tưởng tượng tôi có bốn chữ nhân thiên nhãn mục, đọc ba chữ không tôi vẫn thấy bốn chữ như thường. Rõ ràng là chúng ta sống bằng cái ảo tưởng như vậy, bằng cái tổng hợp như thế này mà không bao giờ nhìn thấy sự thật. Đó là trước kể mà khi nhìn vào cái chữ này rồi, khi mà sửa bài, cái chữ này còn chữ là chữ coi gì nó chứ, kiểu chữ gì nó, trong có một chữ T, nó kiểu khác, nhìn thấy rõ.
động hay lợp, cái là nghiêng hay đứng, nhưng mà đọc có mình thấy chung chung. Thì người nào mà đi sửa sách sẽ thấy cái này, tức là phải đọc chữ từng chữ cái, chừng phần một mới sửa được. Thì người tu tập quan sát thấy từng cái như vậy đó. Tất nhiên là cái chân lý của người đọc sách thì ông chỉ thấy cái chữ T là viết hay viết ngang viết dọc cái chữ T thôi, chưa thấy trong, chứ không cần biết rằng khi mà con mắt nhìn thấy chữ T nó thấy cái gì trong chữ T này. Hay là nó cách khác là ta thấy chữ T, ta thấy vậy, vì con chó nó thấy chữ T nó thấy làm sao, nó thấy cái gì, thì cái cụ thể chữ T này là cái gì mình mới thấy. Đây là cái nói ra thì nó dài dòng, nhưng mà cái cụ thể đó, nó tu tập nó dẫn tới sự nhìn thấy sự thật chân tướng cái sự thật này. Không nhìn thấy cái sự thực trước mắt thì không thể hiểu được những điều Phật nói cái gì. Cái mà Phật nói chúng ta biết, ví dụ nói rằng thế giới này, thế giới trước mắt ta chỉ là một cái giấc mộng. Chả biết nó là cái gì thì chả biết mộng hay ảo. Phải biết thực sự nó là cái gì để cuối cùng mới định thần lại. Nó là mộng hay không mộng. Thực ra ta thấy hay không thấy thế nào, nó là mộng hay không mộng. Cho nên không thấy gì cả mà nghe người ta nói rằng là nhắm mắt mà nghe người ta nói cái gì trước mắt có cái gì thì mình tưởng tượng ra hả? Rồi mình cho rằng mộng không mộng. Cái này thì mơ hồ, quán cả đời cũng bao giờ thấy rằng giấc mộng. Không thấy rõ cái trước mắt ta đứng là cái gì, rồi nó còn đó, nó mất nó sẽ sụp đổ, thấy rõ cái sanh và cái gì của nó. Thì chừng đó nhiều khi mới thấy được cái sợ hãi. Thì cái điều này là có thể quan sát tu tập được. Thì cần lấy quan sát như vậy ấy, đào luyện mắt tai mũi lưỡi tinh thông nhạy bén, cái thứ nhất là cái bú ta ba đi nè, thứ hai là gọi là thật ngữ chân, đó là chân ngữ thật ngữ sắc gia ba đi sắc gia, đây cũng là gọi là sự thật. Thì cái hai cái bú ta là tất cả những cái vật nó cụ thể, còn sách gia cũng là sự thực, trong nó có chữ sách có cái tồn tại. Thì trong tiếng Phạn hai chữ sách và chữ bu, đây cũng có hai nghĩa động từ cũng giống tụ become với là to be trong tiếng Anh vậy đó. Cái sách và cái nào cũng chỉ có tồn tại hết á. Nhưng mà trong khi mà gộp thành danh tự, chữ sách này thường hay chỉ tay chỉ là chân lý. Nhưng mà nói cách khác á là cái bu ta, khi Phật nói cái bu ta hả, thì cũng giảng luôn rằng tại sao cái vật trước mắt đó nó là cái gì, và nó cái bản chất nó là gì, tức là nó chịu chi phối bởi quy luật gì, hay nói cách khác là nó sẽ tồn tại rồi nó sẽ rã, hay là nó từ đâu đến, cái gì tác thành nó, và khi rã nó sẽ đi về đâu, hay là nó nhân quả cái gì tạo ra nó tạo ra cái gì. Thì những cái nó tồn tại theo một quy luật nào đó, thấy được quy luật, thấy được sự thật của nó. Thì trước mắt chúng ta khi mà chúng ta nhìn ban đêm đi trong rừng ấy, nhìn thấy cột nhà cháy bắt đầu tưởng là thì thấy rõ đó là thì thấy cột nhà cháy là cái bùn một cái bu ta đó. Nhưng mà khi nhìn cột nhà cháy tưởng là con người ta đâm nó sợ hãi. Thế nhưng mà người mà có lý trí thì ta biết rằng trong đêm này không có ma không có quỷ thì không có gì đáng sợ, thì thấy rõ bắt đầu định tiền lại thì nhìn cột nhà cháy biết là cột nhà cháy. Thì cái thí dụ này cũng hơi mơ hồ một chút, lấy một thí dụ khác. Chúng ta ngồi trên chiếc xe lửa, xe mà đang ngồi tự nhiên thấy nó chạy, mình dọn đồng hồ mình biết xe nó 8 giờ nó mới chạy, 7 giờ rưỡi biết xe nó không chạy, nhưng mà biết có một xe chạy ngang qua thì có mắt mình thấy xe chạy thì đó là cái bú ta rõ đó, mình kinh nghiệm. Nhưng mà bằng cái lý trí mình biết nó chạy thì mình biết cái quy luật của nó, tức là biết sự thật vì sao nó không chạy, xe khác chạy xe mình không chạy, mình thấy nó chạy, đây gọi là biết được quy luật của nó. Đây là cái chân lý và cái tồn tại đó, có cái chân lý của nó, mà cái chân lý này không thể khác thấy được, đây là chân lý chắc thật không thể khác được, là gọi là sách gia, đó là thật ngữ. Thì những lời Phật nói để thí dụ nói vô thường thì nhất định là vô thường, không thể khác đây được, phải biết rõ đó là vô thường. Mà Phật nói vô thường tức là khổ thì nhất định là cái vô thường, tức là khổ, phải suy nghĩ cho thấy cái này. Rồi mình từ mình nói tiếp, đây là hai cái nghĩa sách gia. Cái thứ ba là như ngữ là ta tha ấy. Ta tha là cái vật thế nào thấy như vậy, tầm cao hơn bậc. Đó là sao mình thấy là như vậy.
tức là thấy được cái chân lý của nó rồi, thấy được cái vô thường rồi, nhưng mà còn thấy cái sự vật thì thấy rõ cái bản chất của nó. Thì cái đó trong kinh sách là cái chân như, cái Phật nói ra đó là một cái sự thực, một cái chân như. Cái này ngoài phạm vi khó hiểu rồi đó, thì cái này phải để dành đó, chúng ta sẽ nói tiếp để phải nói xong. Cái thứ ba là bất dị ngữ. Bất dị ngữ trong bản này là thật chỉ là bất cuốn đó. Bất dị ngữ, bất dị ngữ là gì? Trong cái cử anh a này, rồi nha này, tha, cái chữ tha trong này cũng như ta tha vậy đó. Tha đây là một tình trạng thái tồn tại, chữ tha đã dài đây nó nhiều khi nó dùng như một cái trạng từ, chữ trạng thái tồn tại. Còn chữ ta tức là ta là chữ ít đó, nó đó, ít đó, hả? Thì nó tồn tại nó như là nó đúng theo nó làm sao mình thấy nó vậy thì đó gọi là ta. Thì trong này có chữ là nó không thể khác đi được, thì có nghĩa đúng như vậy nó không thể khác được, tức là không bao giờ nó khác. Nó khác là làm sao? Có con bò, mình nói là con bò, thực ra nó không phải là con bò, nó đang trở thành cái khác. Thì đó, nhưng mà nói cái này hơi khó, mình nói con bò nó đang trở thành cái khác là hơi khó. Bây giờ mình gọi rằng là cái gì, dùng cái thí dụ gì đây, là mình nói một cái gì đó, một cái nó đang thay đổi, tư cái chuyện là cái này dùng cái thí dụ gì, tâm cái nghĩa chính nó là không gì nữa, là không đổi khác, cái này nó Phật không đổi khác. Thì thực ra là tất cả những lời Phật nói không thể sai, là đóng đinh vào cột rồi. Nhưng mà trong khi mọi vật nó đang biến chuyển, đang tồn tại, đang biến chuyển như thế này, hay là chúng ta nói rằng là trên cái dòng người đi ngang qua rồi đó, đi ngang qua cả một dòng người đoàn, con trâu có, con bò, con ngựa có, nó chạy qua đó. Một người chỉ tay hỏi con đó là con gì, thì qua cửa sổ hay qua khung cửa, từng con đi qua, con một thôi, con trâu đi ngang qua hết, thì con bò đi ngang qua, thì con ngựa đi ngang qua, cái con khỉ đi ngang qua, người chị ta hỏi con đó là con gì, mình lúc đó mình thấy là con ngựa, nó con ngựa, nhưng mà khi nó con ngựa thì con ngựa đi qua rồi, mà con mà đi gần tới đó là con bò, thì người khác nhắm mắt thế là con bò là con gì, con bò là giống con này, tức là con ngựa thì con có cái đuôi và nó gì đó, mà con bò thì có hai cái sừng, nhưng mà mình nói con ngựa mà thành là con bò thì không đúng. Tức là mình nói cái không đúng với sự thật, sự vật mà mình thấy trước mắt này nữa. Nó đang biết chuyện đang tồn tại. Thì gọi là Asanyatha. Thì ba cái này khó dỡ phải không? Thì bắt đầu quan sát lời Phật. Trong những cái gì Phật dạy muốn hiểu lời Phật thì mình phải quan sát thứ tự tượng cả như thế này để dẫn tâm mình nó cao hơn. Đây là các thứ tự để dẫn. Mà trước hết, Phật dạy Buddhavadi là Phật nói tức dạng Pháp. Buddha là gì? Tất cả chúng ta đang tồn tại và cần ăn để mà sống. Cần cảm thọ an lạc để mà tiến bộ, để mà nuôi dưỡng cái thân này, nóng quá lạnh quá chịu không nổi, đây là tất cả những cái ảnh hưởng. Ta là Buddha, bản thân mình đem Buddha hết, khoan quan sát ngoài thì cái Buddha nó chịu tất cả mọi điều kiện của vật chất. Thì bây giờ đi Phật giảng với ta là gì? Sống phải ăn uống, phải làm những cái điều mà để ra còn là cái ích lợi cho ngày mai nơi nữa. Như là chúng ta cần ăn, ăn vừa phải, ăn quá đi nó đau dạ dày, ăn cái gì để khỏi đau dạ dày, nó khỏi bệnh hoạn. Ăn quá thì ăn như con nít, mình dạy con nít ăn cũng vậy, ăn nước đá lạnh cỡ nào, lạnh quá thì nó rụng răng mất, mà ăn sô cô la nhiều quá thì nó mập phệ ra nó mất. Tất nhiên là gọi rằng là chúng phải, đó là cái chuyện là quan sát cái thân này. Thì cũng vậy, là khi mà Phật giảng đầu tiên kêu mọi người mới tới Phật học Phật cái gì, nhân quả phước báo phước thiện, cái này không thể bỏ qua được. Không ai đó mà tu Phật thì nghĩa là Phật cái thế giới này là mộng ảo, muốn làm như thế là muốn giết người được, tại vì thực ra là tất cả đều là do duyên hợp và duyên tan thôi. Duyên hợp thành con người mà duyên tan thì rã ra, thì nó chưa tan mình làm cho nó tan đi, trước sau thì cũng tan, thì mắc cái gì giết. Đây là cái lý luận về đó. Nhưng mà từ cái cụ thể là đang trở thành, và ta đang trở thành, và trở thành một cái gì là phải ta là trở thành, phải ta nghĩ rằng mai ta là cái gì, mai ta vẫn tồn tại,
mà tồn tại với sự an lạc chứ không phải tồn tại với thân bình hoàng. Nếu nghĩ rằng mai ta ăn, mà nếu mai bệnh ta không ăn, thành ra là ta ăn để mai ta sống, và mai ta sống thì sống với an ổn, không mập, nhưng ít nhất là không bệnh. Ăn cái này để mai đừng có đau bụng, ăn cái này để mai đừng có nhức răng, nhìn cái này để mai đừng có nhức mắt. Đây là những cái cụ thể không thể bỏ được, hàng ngày người học Phật không thể bỏ. Thành những lời Phật nói đầu tiên, ít lời trong cái đời sống hiện tại mình. Không thể theo Phật tự nhiên tan gia bại sản, cháy nhà, cháy cửa, rồi bỏ hết tất cả, không có cái điều này. Tưởng cái cụ thể một cái đó, tưởng cái bú tá nó cụ thể. Không phải là người theo Phật một cái rằng là tự nhiên cái thế giới này là dơ dãi hôi hám, đâm cổ cho nó chết đi cho rồi. Vì rằng là cái thân này là hôi thối mà chết lúc nào trước sau mình chết, đâm cổ chết đi cho sớm. Là mình quên cái cụ thể này đi. Nói thì nghe nó buồn cười đó. Nhưng mà suy nghĩ ra thì nhiều người tu Phật thấy được cái kiểu này. Cho nên vì sao đó Phật chống lại cái khổ hành, ép sát, chống lại mọi thứ. Nhưng mà quan sát này phải quan sát cho đúng, chính xác. Ông quan sát lầm lẫn thì nó còn nguy hiểm vô cùng. Thì là hàng ngày người ta tu tập trước hết là phải an lạc. Tức là có cái bố ta phải tìm sự an lạc, tạo sự an lạc. Thì cái học Phật, cái điều Phật dạy, áp dụng an lạc ngay trong đời này. Học được kinh Phật, cái sự an lạc đọc, thấy an lạc ngay trong đời này. Thì cái đó lời Phật, nhưng mà nó chưa hẳn đâu. Bây giờ là cái người mà hút thuốc phiện thì cũng thấy an lạc thật đấy, nhưng mà uống rượu vô mới uống vô thấy là an lạc thật đấy, uống cho đã đời luôn, suốt lăn quay ở đó rồi thì không còn là an lạc nữa. Nó tất nhiên là trong này có cái thật, cái giả, tức là cái bu ta nó có quy luật của nó. Nhưng mà cái cơ bản thì học Phật không thể bỏ qua những cụ thể này được. Nên là từ cái bu ta thì tất cả những lời Phật bắt đầu từ cái bu ta như thế này, rồi sau đó mới tìm được cái chân lý. Thì nói tóm lại cái bu ta này là gì? Đây là những cái học Phật dạy nhân quả luân hồi ấy, thì làm điều này thì ảnh hưởng tới điều ta, cũng như là tay chân phải giữ cho nó sạch sẽ để khỏi bị nhiễm, ăn uống thì giữ sạch sẽ, rửa tay ra chân sạch sẽ đừng có bị nhiễm độc. Thì mắt mũi cũng vậy, mắt ta phải nhìn để đừng có bị tổn thương cái con mắt. Mình ta không bao giờ ta để ý đâu hả, mình chỉ biết để ý rằng mình nhìn ấy, nhìn màu xanh ấy, nhìn vàng ấy, vừa nhìn mặt trời vừa nhìn quá nó đổ mắt ra đấy. Nhìn cái ánh nắng cũng vậy, tia tử ngoại nhiều quá là tia hồng ngoại nhiều quá thì như thế nào, ảnh hưởng như thế nào, mình nhìn thấy. Nhưng mà trong chi tiết mình không bao giờ thấy. Ví dụ như mình tham qua tivi coi hết cả ngày, nhưng coi cho khoái con mắt, khoái kỹ, nhưng mà nó làm sói mòn cái tâm tư, làm cái tâm tư nó bạc nhược mình không hay. Tới đâu ngay tới mà nó sụp đổ lúc nào mình cũng hay. Giống như con thì cũng giống như con nít thôi, con đi là ăn là cứ ăn cố xác đi, cha mẹ biểu không cần ăn cái tới lúc mà là gãy nó là rụng răng rụng nó móp mé nó tất cả cũng không biết, phải có cha mẹ canh chừng cho nó ăn. Chúng ta gọi là những ăn bồi thực mà chết chẳng hạn, ăn quá thì bồi thực mà chết, mà người đói quá rồi ăn là ăn hát mà ăn cái tới cuối cùng không cứ thấy ngon là ăn bồi thực. Thì đây là vậy, chúng ta cũng vậy đấy, hàng ngày ra mình nó là tiếp xúc mắt tai mũi lưỡi mọi thứ ấy. Mình làm cho mình những cái ăn lại mình lú lẫn đó, mình không biết, mình cứ tưởng mình thông minh, thực ra những cái nó lú lẫn đấy, ham nhìn sắc nhìn đời những cái này lú lẫn. Mình không có tập nhìn quan sát, tại vì vậy cho nên chi thực ra có cái thực tập, tất nhiên hàng ngày chúng ta phải nhìn, rồi nhìn chuẩn đời những cái chướng tai gai mắt ấy. Nhưng thì ngay được ta thực tập bằng cách nào, thay bằng cách nào. Ví dụ thay cách nhìn vào thì thỉnh thoảng nhìn những cái đẹp hơn. Ngoài cái chuyện đi nhìn rừng, nhìn cây, nhìn cối, gọi là đi có mắt cho thoải mái, phải nhìn cái gì cao đẹp. Trong Phật, Phật Bồ Tát luôn tượng lúc nào đẹp hết, không có được xấu không. Không có trong cái chỗ cái tượng Phật nó xấu. Mình cứ nói rằng Phật giáo chủ trương nghèo nàn không có đâu. Không có cái tượng Phật nào, Phật nào xấu hết á. Nếu mà nói cái thân thể này bất tịnh xấu thì tượng Phật chứ xấu. Để cho chán, cái thế giới này bất tịnh mà. Nhưng mà sau thừa thân Phật đẹp 32 tướng tốt, mình có mấy nhiều 15, chả có tướng nào có người nhớ, một hai tướng là cùng. Phật thì 32 tướng, mình chưa bao giờ thấy Phật, nhưng mà trong sách kể 32 tướng cũng như là phải người đẹp hoàn hảo, đẹp cái tiêu chuẩn đẹp hoàn hảo. Nhưng mà làm thế nào được cái đẹp hoàn hảo này thì trong cũng nói, tất thế, con nít mà ai nuôi con biết rồi đấy,
tôi nói con tôi biết, tôi thấy tôi nói dốc cho nhau. Chó ăn uống tầm bậy tầm bạ, để nằm tầm bậy tầm bạ, lớn lên cái đầu nó méo nè, con mắt nó lé nè, nó mập quá, nó ốm quá, xấu xí. Thì ta nuôi dưỡng cái tâm ta, mà cái tâm ta là gì? Thực ra là không thấy nó, nhưng mà tâm đó là cái kho tích lũy. Ta tích lũy bằng con mắt, tích lũy bằng cái tai, bằng cái nghe, những cái này tích lũy. Con mắt nhìn nó gì, nó có cái để mà mình thương, có cái mình ghét. Mình thấy người nào dễ có mặt mình sưng sẽ mình giận, nổi giận lên, mặt mình hầm lên, cái mặt nó xấu, thì cái này tích lũy cái mặt xấu, về sau cái mặt nó xấu thật, gọi là mặt tích lũy xấu. Có nhiều người ta hỏi đó, nhưng mà nó tại sao bác già rồi mà còn mặt mới còn tươi trẻ như thế? Nhiều người ta trả lời cũng nghe là cười nhưng cũng đúng thôi. Không, tôi lúc nào tôi cười, tôi vui vẻ đó, cho nên tôi già, tôi mặt tôi vẫn tươi, thì nó cũng đúng. Thì ngay đời này là thấy ảnh hưởng rồi. Đó là gì? Ta ăn cái thức ăn mà kèm theo cái tham và cái sân, mình không kiềm chế được, mình không loại được, mà không có cái thuốc nào để trị, mình phải ăn thôi, ăn vào cái tham cái sân nhiều quá làm cho ngay cái mặt trong hiện tại nó méo máu đi. Cũng như người gọi là ham tiền, ham bạc, sống mê say trong cái đó thì gương mặt nó khác. Ta gọi là nhìn cái mặt thôi, nhìn cái mặt biết cái mặt ham của. Vì sao? Không phải là nó chơi. Nhìn cái mặt biết cái mặt ham của, mặt ham tiền, những cái nó hiện lên khuôn mặt trong đó. Cái đó là tích lũy, nó cụ thể cái tâm mình đó, nó tích lũy, đó là chính là cái tâm ngay ở đó đấy, nó gọi là tích lũy ở đó. Thì từ cái Buddha như vậy, nó cụ thể, đây là gọi là mình gọi rằng là phạm phu, sống trong cái thế giới phạm phu, quy luật của thân thể phải chịu nó, nhưng mà đó chưa đủ. Thì nghĩa là khi người học những cái này, hiểu được cái này rồi, Phật cảnh giác rồi, sống ăn uống lương thiện rồi, giữ những đời này đời sau đức biết rồi, còn cao thì bất là Phật nói thì cái chân lý. Thì cái thứ nhất là chân ngữ là vậy rồi nhỉ, những điều Phật nói ra đó là chân ngữ, phải hiểu cho nó cụ thể, chân ngữ cụ thể. Rồi tới đây thật ngữ thì tóm lại là những cái điều nói là những cái điều đó, ví dụ thân ta này là một cái thật này, ta phải ăn phải uống này, phải nhìn, phải ngắm này, phải nghe này, để cho nó lục căn nó phát triển được. Nhưng mà phải hiểu rằng là tồn tại cái quy luật nào. Thì cái luật chi phối đây á, thì đây là cái sự thật. Cái thân này là thế nào, nó là thật hay là giả hay là cái gì. Mà sự thật ở cỡ nào thì bắt đầu suy nghĩ quan sát. Cái phần thứ hai đó bắt đầu Phật giảng bốn thánh đế, tức là Phật giảng về thánh đế chân lý sự thật. Đó gọi là thanh đế, thì tâm nó dạng bốn cái thôi. Thanh đế, khổ tập diệt đạo. Đây là cách giảng. Khổ đế. Thì đế đây là chữ thật đây. Thì hai chữ trên kia là dịch là đế, đây dịch là thật. Mình hay gọi là bốn sự thật hay là bốn thanh đế. Mà chữ nào dịch cũng sát hết. Nhưng thêm chữ thanh vào. Cho nên chia trong cái bản dịch là thật, dịch là thật ngữ, người Trang dịch đế ngữ. Thì đế ngữ chả ai hiểu, người Trang dịch sát có thằng chả ai hiểu. Nhưng mà đế ngữ tức là đế là trong thanh đế. Người mà học kinh Phật biết đế ngữ là gì liền liên hệ tới thanh đế. Mà người không biết chữ Phật thì phải đọc thật ngữ dễ hơn. Cho nên chứ đọc là thật, thật ngữ, nhưng mà thật với chân nó lộn với nhau. Trong khi đó người Trang dịch là đế ngữ thì bắt buộc phải hiểu cái đó là thanh đế. Thì đơn giản thế này, Phật thuyết pháp, khi một người tới bắt đầu Phật nói, Phật giảng gì, bố thí, được ra một bố thí đi, bố thí thì đời này được phước, đời sau cũng được phước. Thì người học bố thí thì suy nghĩ, ích kỷ cũng có lợi, mà vì tha cũng có lợi, ích bố thí thế nào có lợi hết á. Đó. Thì ai đọc cái câu chuyện mà cuốn theo chiều gió sẽ thấy người ta nói cái chuyện bố thí, dùng bố thí cũng rất là hay. Đấy là cái khi mà cái miền Nam bại trận rồi ấy, miền Nam bại trận mà lính miền Nam là bắt đầu thất trận rồi là phải đi về quê thôi, mà rất trứ sạc xài đi về quê. Thì cái gia đình thì người nào cũng có người chồng con đi đi lính miền Nam mà đều là bại trận thì biết là vất vơ vưởng rồi. Thế là buổi tối gặp một người ăn xin ăn mày đi vào, biết này lính thất trận, thì bà thì cái cô chủ
có vẻ là không chỉ muốn chờ chồng mình thôi chứ không muốn cho mình là, nhưng mà cái bà để ở nó chỉ phải cho những người này về làm sao, vì có thể anh nó cũng đi lạc vào nhà khác, lạc vào nhà khác mà nhà khác cũng nghĩ với chị không phải người mình không cho thì anh đói, bây giờ mình cứ cho người này đi thì có đúng như Chúa nói đó, những gì ngươi làm cho ta là ngươi làm cho anh em ta là chính làm cho ta, thì cái này ta áp dụng ta giảng ta cũng hay vậy đó. Thì cái bố thí đó ta dùng gọi là lý luận ích lợi trong đời hiện tại. Thì đây là nói rằng là cái bố thí là phần giảng bố thí ích lợi cho đời này đời sau. Bố thí để sanh thiên, tức là đời sau có thể sanh lên trời, là cõi trời. Thì mình tin hay không tin phải nghĩ cho cụ thể. Trời Phật nói rõ, trời là thế nào, bao nhiêu ông trời, đây trời dục giới thôi. Thực ra có 6 ông trời dục giới, lên trên thì cũng vì là có dục giới cho nên cũng có sắc để mình tai mắt mũi lưỡi để mình nhìn, có đàn ông đàn bà để mình ngắm nghía, gọi là cõi trời dục giới. Thì người ta thì mong vậy, đời này với đời sau cũng vậy. Thì khi mà thuần thiện rồi, bắt đầu Phật biết cái tâm thuần thiện rồi thì bắt đầu mới dạng tới là thánh đế. Đây là khổ tập diệt đạo để cho chứng đạo, dẫn tới cái thánh đế. Trong cái thánh đế là gì? Đó trước hết nói cái khổ. Thì tất nhiên là các vị để hiểu học cái thánh đế, đúng thánh đế rồi, nhưng mà giờ đây nói cho rộng rộng thêm chút thì nó dài thêm chút. Thế giờ quan sát sự vật trước mắt rồi, bây giờ bắt sang quan khổ. Nhưng mà thực sự dựng cái vật trước mắt quán khổ không đời nào quán được. Có cái khổ không phải là chân lý, tức là không phải là thánh đế, mà có cái khổ mới là thánh đế. Thế khổ nào là thánh đế mà khổ nào là thánh đế? Nhiều khi nghe ra nó một cái ông luận sư này ông luận đúng tung, khổ là khổ thì khổ, khổ là chân lý thì mắc gì khổ thánh đế. Những cái khổ á thì chúng ta biết có những cái khổ là của cái thân thể, thí dụ ngài Xá Lợi Phất vẫn khổ, đó là gì? Lạnh quá, lạnh cũng là khổ. Trời lạnh quá thì phải khoác tăng giả lê thôi. Để cho có bay với cái tăng giả lê mấy lớp, người sẵn cả ti, ba lớp khoác. Rồi tới giờ thì khất thực. Không có, của ngài Xá Lợi Phất thỉnh thoảng bị đau dạ dày. Đau dày thì cũng khổ. Một liên hỏi, sư huynh đau gì? Đau dạ dày. Mà đau dạ dày hồi xưa thế nào? Trong cái này là hồi xưa là ở nhà tôi uống cái này đấy, thì một cái đi khất thực về cho. Tất nhiên là cái đó gọi là gì khổ, nhưng mà đó không phải là thánh đế. Nhìn vào chưa gọi nó là thánh đế. Thánh đế là tất cả là thế. Những cái khổ nào mà gọi là thánh đế? Đây là quan sát. Những cái khổ gọi là bậc thánh nhìn thấy, cho nên gọi là thánh đế đó. Cái khổ đó là khổ thế gian nó có, nó gọi là sự thực ấy, cũng sự thực cũng được. Nhưng mà đó là chỉ cái ảo giác bên ngoài, chứ còn sự thực nó là gì, bản chất nó là gì, thấy được cái bản chất này. Thành là khi quán khổ, không ngồi đó mà dựng đó mà quán, đời là khổ, đời là khổ không, mà nhìn quán cỡ nào. Thì Phật nó khổ không? Không. Tông cũng giảng là sanh, lão, bệnh, tử, khổ. Những cái này cho cụ thể để cho mình thấy, mô tả cụ thể những cái tình trạng sống. Nhưng mà khi tu tập quan sát, Phật không giảng ra là cứ ngồi đó nhìn ra đời là khổ, đời là khổ, đời là khổ để mà có chứng đạo không có. Nghe Phật giảng muôn quan sát đây, đây là sắc phải không? Vâng, đây là sắc. Nhiều khi Phật hỏi, đây là Bú Ta, đây là Bú Ta, có thấy không? Bây giờ thấy Bú Ta. Bú Ta này là gì? Cái Bú Ta này là sắc. Và quan sát sắc này là gì? Vô thường hay là thường? Dạ, sắc này là vô thường. Vì sao? Thì chắc chắn nó phải mất thôi, nó phải hủy diệt thôi. Không có cái sắc nào mà tồn tại vĩnh viễn. Sắc này là vô thường. Mà cái gì vô thường? Cái đó là khổ phải không? Dạ phải. Thì đây là một cái suy nghĩ tới từng bậc. Cái gì vô thường? Có đó dẫn tới có về sao? Đây là một cái tác dụng tâm lý. Cái vô thường ngoài sự vật, đó là tự nhiên. Nhưng mà thực ra ta biết nó vô thường. Vì sao? Ta gọi nó là vô thường vì sao? Vì có cái tâm muốn giữ nó lại. Mình bắt nó dừng lại mà nó không dừng thì mới thấy nó vô thường. Mà bắt nó dừng mà nó không chịu dừng là trái với ý mình rồi, mà cái gì trái ý đều là khổ. Mà cái vô thường là gì? Mọi sự vật luôn luôn nó hợp rồi tan rã. Cái thân thể chúng ta đây nó vẫn có cái xu hướng nó tan rã, nó hợp và nó sẽ tan rã. Đó là một sự tự nhiên của nó. Ăn nhiều nuôi, ăn vô nó vẫn có xu hướng tan rã. Mặc dù nó trưởng thành, nhưng mà trưởng thành trong quá trình thôi, tới rút
nó tan rã và không còn trưởng thành được nữa. Là cái dòng đời đi như vậy đó, đây là vô thường. Mà ta muốn giữ nó lại mà giữ không được thì đây gọi rằng là tự nhiên mới thấy được cái khổ, từ cái khổ mới thấy được cái vô ngã. Đây là qua một cái dòng, cái khổ đấy thấy được vô thường, khổ vô ngã, thì thấy được ba cái này là thấy được cái thanh đế. Thì lời Phật giảng là quan sát rõ, thì nó tóm lại gì, Phật chỉ rằng đây là khổ thì đây là một sự thực không thể khác đây được. Thấy được cái sự thật, vì tất cả có sanh có diệt, hợp không có vật nào mà không có hợp, mà rồi tan mà không tan được phải hợp, mà hợp rồi phải tan. Cái thân thể này chúng ta nó hợp thành một khối thân thể, nhưng mà hợp thì nó phải tan, nó rã xuống, nó là thua cái gì, nó thành phân bón. Để ở gần gốc cây thì nó chạy vào gốc cây thì nó thành ra hoa lá, thì cái xác ta thành hoa lá, nó rơi xuống gặp con dung con dế ăn thì nó thành ra thịt con dung con dế, nó gặp con chó sói nó ăn thì nó trở thành thịt con chó sói. Nó hợp và kết hợp với cái khác, nó rã cái này nó hợp với cái khác, quá trình tan tan đây và rã liên tục trong từng xác, nó rã cái này ra nó hợp với cái khác, nó không bao giờ không có có quá trình tan rã và kết hợp. Đây là quy luật của hữu vi, và nhìn thấy quy luật này thì thấy được cái ý nghĩa của vô thường, của yên khổ. Đây mới thấy được cái ý nghĩa đó là khổ thanh đế. Thì một giải sự thực này, cái sự thực này gì? Cái thứ nhất đó là thấy được cái bản chất khổ cái này. Chúng ta biết rằng ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên ấy, trước khi gặp Phật thì vẫn thân thể vẫn cả ngày vẫn phải ăn, vẫn phải ngủ, và tới khi bệnh vẫn phải uống thuốc, không có gì thay đổi. Nhưng mà gọi là bậc thánh không thấy khổ nữa, là vì sao? Đây là gọi là đặt cái chân lý thấy khổ, thấy được thanh đế rồi không có cái gì khổ nữa, thì cái vật chất có quy luật của nó. Thì ở thân chúng ta đây mới bình thường, ví dụ mới tập Phật nói rằng hãy quan sát cái thân này là bất tịnh. Thế nếu mà quan sát này thân bất tịnh á thì đi đâu mà hôi thối hoài thì không ai chịu nổi. Có thời Phật có nhiều cái tỳ kheo thì bậc quan thân bất tịnh, quan xong thấy thân bất tịnh, ôm mình bác thấy cái thân này thối, ngồi xuống thấy thân này thối, không chịu được, phải đâm cổ tự tử. Đó là sai. Quan thân bất tịnh, vì sao quan nó bất tịnh? Nó là bất tịnh là cái chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà cái bất tịnh chính là vì cái tâm ta bám cho nó là tịnh và bám chặt vào, cho ra nó sạch. Vì bám tất người ta là sạch, nó dơ chỉ là bình thường, cho nên chi tắm cho nó sạch đi. Nghĩa là buổi sáng đánh răng súc miệng nó khỏi hôi thì người ta vẫn thơm như thường, cầm nữa thì sức dầu thơm như nó thơm lên. Thì chúng ta quan sát thân này là tịnh, nhưng mà giải quán bất tịnh không phải để nhàm chán. Khi thấy bất tịnh nó là bằng cháu bất tịnh rồi thì tâm không còn tham nữa, mà không còn tham thì thân này bình thường. Lúc này thấy thân này là thanh tịnh, cho nên Phật nói quán bất tịnh để cho tâm tịnh, tức là lìa tham. Mà khi lìa tham tâm tịnh, mà tâm tịnh rồi thấy thế giới là thanh tịnh. Không phải những người hồi xưa hồi thơ Phật chỉ trích Phật, Sa Môn Cụ Đàm dạy đệ tử quán bất tịnh thấy cái thế giới là toàn là dơ giấy. Phật không nói vậy là sai. Ta dạy quán bất tịnh để cho tâm tịnh, là khi tâm tịnh rồi thấy thế giới là thanh tịnh. Nhưng mà cả ba cái chúng ta chưa bao giờ, thứ nhất thân bất tịnh mình chưa bao giờ thấy, mình thấy nó đẹp, thấy sạch sẽ, cho nên chưa thấy nó cái bất tịnh. Và từ cái bất tịnh nó tâm tịnh, mình chưa có cái tâm tịnh nữa, cho nên chứ mình không hề hết là vậy đó. Cái lời thứ hai là quan sát phải cho cụ thể, là từ cái Buddha quan sát, cái Buddha này là bất tịnh, quan sát để thấy rõ bất tịnh, mà bất tịnh là tâm tịnh. Đây là cái chân lý. Cho nên chi là khổ tập thì có triệt và đạo, có triệt đấy thì Phật nó khổ. Đây là một cái sự thật. Tất cả những cái Buddha này, tất cả những cái tồn tại này là trong quá trình tan rã và hợp, và chúng ta bám chặt lấy cái tan rã, muốn cho nó tồn tại mà nó tan rã, muốn cho nó đẹp mà nó vẫn xấu, muốn cho nó sạch mà nó vẫn hôi. Ngày nào cũng phải tắm, lúc nào phải đánh răng súc miệng, không thôi nó hôi, mà hôi rồi nó đau nữa, nó nhức, làm hư răng hư cổ nữa. Thì nếu khi đạt được cái bất tịnh rồi thì tất nhiên vẫn sửa sang như thường. Ngài Xá Lợi Phất vẫn phải là ăn uống, mà đâu Phật dạy rằng là phải là luôn phải cầm cái nhành dương, ăn xong phải cầm nhành dương để chà răng cho nó khỏi được bao nhiêu lợi. Phật cũng giảng cho các đệ tử chuyên môn chà răng được bao nhiêu cái lợi, chà răng bằng nhành dương chi, tức là bằng cành dương,
hồi xưa không có bóc lên răng, không có bằng chải, không có kem răng như bây giờ, đều đánh thì ta dùng cái gì đó để mà giữ cái răng sạch thì vẫn phải giữ thôi. Ngày sau để phát các vị đệ tử phải giữ cái thân thôi. Tới khi cầm niết bàn thì các ngài không cầm nữa, thân để không ít lợi gì nữa, không còn, thì các ngài vào niết bàn. Thì nếu mà sau niết bàn giả thiết đi còn cầm gì nữa thì các ngài vẫn tồn tại niết bàn đây, giả thiết là hiện thân niết bàn đây nhưng mà tồn tại nơi khác, ít lợi nơi khác, vì người khác là những cái này ngoài khả năng tưởng tượng của chúng ta rồi đó. Cái thân này không phải là hoàn toàn là những cái gì dục bỏ, và thế giới này đời không hẳn là một khổ. Cái Phật nói đời nhất thiết thế gian, nhất thiết là thuần khổ, thì Như Lai chẳng ra đời vì nhất định là khổ, đời là bể khổ, chỉ khổ và khổ mà thôi, thì Phật ra đời làm gì, trước sau mình cũng khổ gì. Vì có cái lạc, có cái lạc chân chánh, Phật ra đời chỉ cái nào khổ cái nào lạc. Còn đây thế gian thuần lạc thì Phật chả ra đời làm gì, vì đã lạc an lạc rồi cần gì tới Phật. Cho nên phải có hai cái, khổ và lạc, và cái đời đây là cái chân lý mà cái sạch gia trong bốn cái. Thì Phật nó khổ, mà cái Bồ Tát này rõ là khổ, nhưng mà cái khổ này cũng cái thân này nó là niết bàn, nó là diệt đế, tức là tác pháp có diệt sinh rồi, tức là cái thật nó tan rã, khởi xuất hiện thì nó phải biến mất sinh rã. Và khi mà cái dòng tan rã đó mình gọi rằng là chìm xuống, chìm không có nghĩa rằng là nó không còn, nó vẫn tan rã. Mà ta thấy được cái luật nó là tâm mình ổn định, cũng như con nít mà rất là chơi cát ngoài bờ sông rồi đó, tù cát lại thành cái lâu đài, hết cái điều kiện, tức là hay là điều kiện khác, nước lên nó rã ra. Nhưng mà con nít biết, nếu mà nó biết đây là đồ chơi thì tan rã nó vẫn vui vẻ trong cái chuyện kết hợp và tan, là không có buồn có khóc. Nhưng mà mấy đứa mà không biết dựng lên lâu đài cát, tới cái sụp đổ ngồi mà khóc, và tới cái lâu đài cát giả tràng xe cát biển đông ngồi mà khóc lóc, thì tất nhiên là chúng ta con nít ngoài bờ biết khóc cái này tiếc, nhưng mà chúng ta khóc về cuộc đời thì nhiều, cũng như con nít vậy đó. Mình khóc những cái sụp đổ, thanh không thấy sụp đổ, không cố tình với đâu sụp đổ, không cố tình tan rã, sụp đổ là tự nhiên, và tạo những cái duyên tốt cho nó kết hợp, và nó khi rã thì nó vẫn để là những cái ấn tượng là tốt đẹp, không tạo những duyên xấu. Thế giới này tốt hay đẹp đều do những điều kiện hợp lại, hợp điều kiện, chứ không tự nhiên tốt, không tự nhiên xấu, mà tùy theo điều kiện. Chúng ta pha cà phê chế đường vừa phải thì uống ngon, mà chế quá ngọt ăn uống cũng được, mà chế quá lạc uống cũng nổi, bỏ muối vô cả uống được nữa, tức là kết hợp. Thì trong tách cà phê muốn bỏ gì cũng được, muốn bỏ đường được, muốn bỏ muối được, muốn bỏ cát được, muốn bỏ dầu hôi được, nhưng mà muốn uống thì bỏ cái gì. Cũng như là cái trong nước vậy đó, hay trong cơm vậy đó, muốn trị bệnh thì bỏ cái gì, và muốn say sưa thì bỏ cái gì vào, tùy theo cái thế giới. Thế giới này phải tất cả cái vật xung quanh này, nếu hiểu được quy luật của nó, chúng ta có thể kết hợp, và kết hợp nó tạo cái sự an lạc cho mình. Nhưng mà kết hợp nó sẽ rã, và rã rồi kết hợp khác nữa, thế nên gọi là cái trà Phật giảng Satya, là bốn cái chân lý khổ tập diệt đạo. Thế nhưng mà trong này nói cái chân lý là gì, cái sách này chân lý nó còn có hai mực, cái sách này có hai cái là cái thật đây đó, hay là có thật, thật hữu, thì sách này là cái thật hữu, là một cái chân lý có thật, tổng là có thật. Thì cái hữu này, cái thật này là có hai cái trường hợp, hai cái bậc đó. Thế rồi là ở đây là chúng ta nói rằng là quan sát bốn thánh đế, phải không, thấy cái khổ đấy là cái chân lý, phải không? Nhưng mà chân lý nó có hai bậc, gọi rằng á là cái chân lý mình cứ dùng gọi là chân lý tuyệt đối và chân lý ước lệ quy ước. Là chân lý và tục đế nó có hai tầng. Ở chúng sanh, ở phàm phu đó, trong cái trạng thái phàm phu, thấy tất cả những cái gì chúng ta có hiệu quả chúng ta cho là thật, mình cho là thật và mình bám chặt lấy đó, cho là thật. Và những cái thật này có hạnh phúc thiệt đấy, nhưng mà nó hạnh phúc không kéo dài, của những người ăn trộm vậy đó, chúng ta những người ăn trộm cướp vậy đó. Là khi mà lấy được tiền của người ta, ăn cắp được tiền của người tiêu xài phung phí cho là sướng.
Nhưng mà khi bị khám bị bắt nhốt tù lúc đó mới thấy mình là khổ. Thế mình cũng vậy đó. Thế Phật mới nói đó, phàm phu khi tạo nghiệp, tâm khi tạo nghiệp, thấy là sung sướng và cho rằng là cái quả đây là ăn là quả lạc. Nhưng mà khi quả nó xuất hiện rồi thì lúc đó thì không thấy là ăn lạc nữa. Nhưng mà ít khi ai thấy quả, khi thấy quả thì ăn năn không kịp. Thì đây là cái chân lý của người phàm phu. Nhưng mà tất nhiên trong phong cái phàm phu có nhiều tầng. Tầng thứ nhất á, mình thấy để mình thấy trên đất không quay. Hồi xưa các thánh cũng vậy, thánh thế gian á, thấy trên đất nó đứng một chỗ. Tới khi mấy ông bác học nào đó nói trên đất nó quay, thì mấy ông thánh rằng trên đất đứng chỗ tất là quay, thì lời thánh đúng, thế gian là sai. Mà thánh là thánh phạm, thánh là thánh chứ phải là thánh thiệt, thánh là phạm phu cũng gọi là thánh đấy. Thì cho người nào nói cái tức là cái chân lý đó, thì cái gì mà chân lý gọi là thánh, cả gì thánh nói là chân lý. Thánh nói là trái đất đứng một chỗ và mặt trời nó quay quanh trái đất xoay vòng, tại vì thấy rõ đi từ đông sang tây, buổi sáng đi từ đông sang tây, đó là thánh nói, đó là chân lý. Nhưng người ta khám phá là không, trái đất nó quay quanh mặt trời, đó là cái chân lý này. Chân lý thứ hai, cái thứ nhất phản là cái mắt thấy người ta nghe, thì gia đình phải tranh đấu. Thì ngày nay ta thấy rằng cái này chân lý rồi, thì đây cái chân lý thứ hai. Ngay trong cái sự vật cụ thể nó phải có hai tầng chân lý, tức là trong cái thấy con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cái thấy của cái thân, cái con mắt và thấy của cái ý nó còn có hai tầng, nó là hai tầng chân lý. Mắt người ta thấy đó, ở đây bây giờ chúng ta cũng vậy đó, chúng ta biết rằng là mình ngồi chỗ im chỗ, nhưng mà cái ý mình, cái suy luận mình biết rằng ta ngồi im, ta đang đi du hành vô cùng tận trong cái vũ trụ mênh mông này, ta đang đi du hành trong đang, ta đang ngồi trên một cái cục đất, ngồi trên một cái trái cầu đang chạy vòng 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 trong, không ngồi một chỗ, như ngồi trên xe lửa vậy đó, đang chạy đó, mình tưởng mình đứng im, tức là hai tầng chân lý. Nhưng mà đây vẫn là chân lý phạm phu của cái thấy của cái phạm phu, thì cái tức là cái thấy của thế gian của phạm phu, thì cái vượt qua cái thấy này để thấy có bậc thánh là cái chân lý thứ hai. Nhưng tới đây chưa hết, tới vị thánh còn thấy, thí dụ thánh ngài Xá Lợi Phất, ngài thấy chừng đó cùng một cái vật trước mắt, ngài sẽ phát thấy Đức Phật thấy khác hơn. Mình không đoán được, nhưng mà trong kinh điển mình nói, mình đọc kinh điển mình thấy rõ điều này. Những cái Phật thấy mà Xá Lợi Phất ngài không thấy. Vậy thì có hai cái tầng chân lý trong đó. Đây mình biết là hai cái tầng chân lý trong đó, giữa Phật và ngài Xá Lợi Phất. Nhìn cái vũ trụ này, ngài Xá thấy chừng đó, Phật thấy nhiều hơn. Cho nên chi là ngài Xá Lợi vẫn là thánh, nhưng mà có những lúc Phật phải giảng cho ngài Xá Lợi Phất biết thêm. Mặc dù chứng quả là ăn rồi, mà có nhiều khi Phật nói thêm cho điều này điều nọ. Trong Kinh Kim Cang Phật còn phải giảng thêm cho ngài Tu Bồ Đề. Nhưng mà điều rằng trong Kinh Kim Cang thì một số người tin là Phật, một số người tin không phải là Phật, thành ra chưa phải là chấn lý phổ biến thì mình không dùng cái thí dụ được. Nhưng mà ngay trong Kinh A Hàm, Kinh Nikaya, cái nhiều chỗ vật phải giảng thêm cho ngài Xá Lợi Phất, chứ không phải rằng là ngài Xá Lợi Phất đó là học hết. Có nghĩa rằng là cái chân lý ngài Xá Lợi Phất chưa tới cùng, thì còn cái tầng chân lý nữa. Đây là cách mình suy nghĩ. Vậy thì cái mà Phật nói là cái gì, cái Phật thấy là cái gì? Tất nhiên là Phật nói cái ngài thấy, nhưng mà thì chứ Phật nói con cọp thì nó giống con cọp, chắc chắn là y như con cọp. Nhưng mà mình người chưa bao giờ thấy con cọp, không bao giờ thấy được cái con cọp thì không. Như là cái người mà đi bên Tây, người đi bên Tây đi Paris chơi đó, về mô tả này bên Tây có cái nhà thờ Đức Bà, nhà thờ Bà rất đẹp. Thì ở Việt Nam, thí dụ bây giờ tôi ở Việt Nam chưa bao giờ đi Tây, mà luẩn quẩn ở Sài Gòn mà chỉ ở quận, chỉ thấy nhà thờ Đức Bà từ nhỏ tới lớn, thì nhớ thờ trung tâm của nó, thì cũng như cách nào nữa thì cái Notre Dame de Paris nó cũng giống như cái nhà thờ Đức Bà ở thành phố Sài Gòn, trước bưu điện Sài Gòn. Còn nếu mà tôi ở cái quận Phú Nhuận á, thì tôi thấy cái nhà thờ Phú Nhuận cách nào thấy giống nhà thờ Phú Nhuận, không thấy thật được. Nhưng mà cái Đức Phật nói cái đó là thực, vậy thì vừa có thánh đế, cái này cái ta tha, đây là cái chân như, cái chân như này mới diễn tả bất nhã, diễn tả bằng tánh không, thì cái này hơi lộng vòng chút.
là cái bậc thứ ba. Cái bậc thứ tư trên cái bậc nữa là đây mà theo thứ tự, thì cái này là cái gì hết nói. Nhưng mà xét theo thứ tự này, mình xét thứ tự mà nói nha. Đây là cách kinh kinh điển ta giảng được ba thừa. Thứ nhất, tất cả chúng ta mục lặng trong cái trần la cái mê muội này, dơ không được dơ, khổ không được khổ, Phật chỉ cho thấy như cái bộ mặt người ta vẽ ra đường ở đây, bụi bám đầy, dơ khối, chỉ cho này mặt dơ đấy, rửa đi, hoặc là đi mình không tin mình sơ gương mình rửa mặt sạch sẽ, Phật chỉ cho thấy cái thân này, rửa thấy được cái chân lý. Trên từ cái Bồ Tát Phật giảng bắt đầu thì giữ cái Bồ Tát cái đã, giữ cái thân thể này có gì nó được mới đọa lạc. Ví dụ phải giữ năm giới, đừng có sắc sanh, đừng có trộm cắp, đừng có tà dâm, đừng có nói dóc nói láo gạt người, đừng có cướp của giết người, là những cái đó để cái gì đời nay sống an tâm và đời sau an lạc. Rồi từ đó bắt đầu tu tập thêm quán sáng để thấy cái thánh đế, đó là thứ hai dạng thanh văn, tức là bậc thứ hai. Từ thanh văn đạt cái niết bàn, từ niết bàn phải giác ngộ để thấy cái chân lý sự thật, thấy cái bản chất cái thế giới này. Ngài Xá Lợi Phất thực ra không biết thế giới sẽ đâu có, cái vũ trụ này thế nào có, nó tồn tại thế nào, nó mất đi đâu. Biết rằng ta không còn khổ nữa, ta không còn tham sân si nữa, nhưng mà thấy cái thế giới này thấy rõ cái biên giới của vũ trụ, tầm còn vũ trụ không bao giờ thấy, thấy cả 3000 đại thiên thế giới này thấy được. Mà ngay cái thằng ngu uẩn này thấy như Đức Phật cũng thấy được. Thành ra tu tập thêm gọi là Bồ Tát để chứng được cái quả này, thấy được cái này, nó gọi là thấy cái chân như, để thánh đế thấy chân như. Từ chân như này kết quả rồi, bây giờ Phật nói này, cái người này, đây là những lời Phật nói là không thể thay đổi được này, ông này sẽ thành Phật. Phật biết chắc chắn thành Phật, có nghĩa là Phật nhìn những điều Phật nhìn thấy cái người hành vi như vậy bị chỉ dẫn tới đâu thì chắc chắn dẫn tới đó, không thể khác đi được. Đó lời nó không bao giờ đổi khác. Như mình đó, mình nhìn thấy cái con chạy có trước mắt, mắt mình nhìn kịp nó con bò, nhưng mà sẽ con ngựa rồi. Nhưng mà Phật nó con bò thì nhất định là con bò chạy đâu, nó vẫn con bò, không thể là con ngựa được. Nó gọi là bất dị ngữ. Thế nói rằng cái người này với hành vi như vậy sẽ thành ông thánh trong tương lai. Có thể là nhiều khi Phật đó là cả trăm năm, cả triệu năm, cả tỷ năm về sau người ta thành một cái, thành một cái gì đó, thì với cái hành vi bây giờ ấy, mà tới 1000 năm sau, 1000 triệu năm sau nó sẽ kết quả nó thành cái đó, mình không đoán được được, nhưng mà chắc chắn nó sẽ thành cái đó, không thể khác được. Cái đó gọi là bất dị ngữ, hay kinh hay gọi là thọ ký, Phật thọ ký. Trong mình thấy thọ ký là Phật chỉ ông này thành Phật, ông kia thành A-la-hán. Nhưng mình nói thọ ký trầm trọng, đây là những xác định. Xác định là gì? Cái việc làm như thế này chắc chắn nó sẽ ra như thế này, nói là phán đó không thể khác, cái được gọi là xác định. Tức là lời nói, nói một lời và về sau chuyện sẽ xảy ra như vậy, đây không phải là thầy bói. Nó bói nhưng mà căn cứ vào cái kết quả mà nói. Ở người mà thông minh, tức là người ta quan sát, ta biết sự vật, thấy cái chuyện này. Cái người mà giỏi thấy mây, thấy nhìn trời, biết bữa nào trời mưa không mưa, mà người quan sát giỏi chắc chắn sẽ mưa, mưa lớn mưa nhỏ biết. Nhưng mà tất nhiên là cũng khoảng đốn tật, nhìn không khí, nhìn khí tượng biết sẽ bão, nhưng mà đó rồi chả thấy bão, mà chưa thấy bão nó thành bão. Đây là nói là cái khoa học, cái dụng cụ nhiều khi nó còn trật, nhưng mà lời Phật nhìn hành vi điều chắc chắn sẽ ra, không thể khác đi được. Nó gọi là bốn cái điều. Thế thì mình quan sát lời Phật nói, quan sát bốn này, mình học lời Phật quan sát bốn này. Bất cứ kinh điển nào khi đọc, từ từ tập tư duy thì trong bốn lời này để mình xác nhận, thì đây thì bắt đầu từ bằng niềm tin, từ niềm tin nó thực hành, mình sẽ cùng lần trải qua bốn cái này. Chứ để chỉ được gì nó học cái nghiêm can thì những điều Phật nói trong này phải xét từ bốn điều này. Đầu tiên Phật ngài tu đề hỏi làm thế nào để mà rằng là cái người mà phát tâm phát bồ đề, phát tâm bồ đề thì nhắm tới mục đích nào đó, rồi bây giờ làm thế nào giữ được cái tâm đó, làm thế nào tiến hành, rồi làm thế nào giữ tâm mình đừng có thoái bộ. Thì đầu tiên Phật dạy bố thí, đưa tất cả những người qua khỏi cái chỗ khổ. Cái điều này phải nghĩ cho cụ thể, người là người, chúng sanh là chúng sanh, không có thấy mơ hồ.
Ở đây chúng ta bố thí, chúng phải cho không phải cho người. Nghĩa là cho là tùm lum ai cũng được nhận được. Hay là người đó, nghĩa là cái người bố thí hay cho trụ tượng, không có cho ai là cụ thể. Thì cho ăn mày thì ăn mày trụ tượng, ăn mày cũng là ăn mày hết á. Cho nên cho xong rồi, nó thế nào cũng được. Nó khác với, nghĩa là cái cho em mình, cho cháu mình, cho con mình, cho người hàng xóm, hai cái nó khác nhau. Nó quá khác kìa. Mình cho người con cháu mình một đồng, một cách, thì biết nó sẽ làm cái gì và nó ích lợi cái gì. Còn nó cho thằng người ăn mày, nó làm gì mà kể nó, vì ăn mày là ăn mày, có nghĩa là cho và ăn mày, cụ thể. Thành là không cụ thể. Thì phải hiểu từ cái bô ta, đó là phải cho là cho cái gì cụ thể. Từ cái đó, rồi mà quan sát lên, rồi quan sát cái sự thật trong cái cho này. Quan sát lần lần, lần lên. Thì cuối cùng biết là gì sẽ xảy ra, những lời Phật nói. Nó sẽ xảy ra đúng hay không đúng, những xảy ra bốn cái tầng cái chân lý để khảo nghiệm trong này. Cho tới cuối, cho tới là nó dạy bố thí, tới nhẫn ba la mật cũng vậy đó. Khi nó tiên nhân nhẫn nhục ba la mật, nhẫn ba la mật, cắt da cắt sẽ thịt ra, thì phải thấy cái cụ thể. Mà khi thấy mình cũng phải cảm giác như vậy đó. Khi mà đọc tới cái chỗ nó là cái ông Ca Lợi, ông Ca Liên Ga, ông cắt chặt tay của cái đạo sĩ cùng tiên nhân này ra, chặt tay ra và để cho nó đau, thì mình cũng cảm thấy cái sự đau nhất đó. Trong sự đau nhất này ta sẽ cảm thấy sự thật, thế gọi là mình hóa thân thành người khác để mình, để mình cảm nghiệm được. Thì cái đó chúng ta sẽ hiểu được cái ý nghĩa này, là phải bằng suy tư, bằng cái cụ thể. Cho mình đọc là ông trong đấy cắt tay cắt chân mình thấy hay thật, giỏi thật, ông tiên này hay thật, chặt tay chặt chân để mặt này tỉnh bơ, không có đau, không có nhức gì cả. Thế bây giờ mình tưởng tượng mình như vậy và muốn đối phó phải làm thế nào, phải phân tích pháp như thế nào để cho là cái tình trạng đó. Mình đọc lại trong cái chỗ này vì sao như vậy, ông tiên này vì sao mà ông được không cảm thấy đau nhất mà còn mình mới tưởng tượng mình đau nhất. Vận dụng, đây là cái vận dụng đó mà hiểu. Thành ra là như vậy rồi, những cái rất là cụ thể, cho nên chỉ hiểu từ bốn cái trở đi, bốn cái bố ta đó, hết giờ rồi. Bây giờ dặn cái bốn cái thôi nha, nói tóm lại là bốn cái thêm một cái trật tự. Đây là một cái trật tự, thế nói chung ra, mình nói cái khơi á, thì đây Phật nói lời, Phật nó có bốn khía cạnh. Tức là dạy cho người ta tin, những điều Phật nói như vậy để mà tin, sợ người ta không tin, Phật cảnh giác. Tức là dọa người ta sợ, là thuyết phục người ta sợ. Còn đó là cái thứ nhất, thì cũng phải tin đó, đọc cái tin lời Phật này đã. Nhưng muốn tin được thì phải quan sát. Bây giờ chúng ta đọc Kinh Niêm Cang, không cần biết Phật nói không nói gì, dễ cãi nhau lung tung, mệt lắm. Nhưng mà đọc tâm này, suy tư đi, bu ta từ cái chỗ Phật thực, đó có phải sự thực như vậy không? Chỉ rõ. Mình phải chịu khó, mình quan sát chứ, mình chịu khó quan sát, rồi mình nghe cái khơi, rồi bằng cái thành kiến, mình bỏ qua, đâu được. Rồi tập quan sát từ cái là thật này, rồi cái thánh đế, rồi cái chân như, rồi cuối cùng, đó là những cái nhân quả giải thoát không thể khác đi được. Để gọi là nhân quả tu hành không thể khác đi được. Những điều đó không thể khác đi được. Là mình tập quan sát. Thì đây là những cái điều này, thì đây là cái đoạn này cũng áp dấu trong kinh. Thì cái chỗ này cũng thể hướng dẫn người ta để khi đọc kinh, mỗi lần đọc lại, tập suy nghĩ theo bốn cái này. Ban đầu thì còn phải thực tập, nhưng mà khi thành thói quen rồi thì không cần, bốn cái này chỉ là một, tự nhiên cho ta hiểu được. Ban đầu phải tập từng cái một, vấn đề như vậy phân tích ra theo thứ tự, cái tâm tôi phải hướng dẫn từ từ, cũng như câu nói vậy, nói từ từ, đừng nói lộn xộn. Mà đói bụng phải nói, phải nói rằng tối ăn cơm, nhưng nó cơm ăn tôi thì không được, thì không ai cho mình cái gì hết á, người ta cho mình lộn xộn, người ta không hiểu. Cho nên chứ cũng mình phải tích ấp suy tư để nó có tập thực tự, rồi tới quen rồi thì nói thế nào người ta cũng hiểu. Như quen thân rồi, chỉ cần nó con nít mà nó vô mẹ nó cơm cái là bà mẹ biết là đói bụng cho cơm liền. Nhưng mà người lạ mà tới nói lộn xộn, tăng biết cho cái gì, tôi cho gạo hay gạo cho tôi, nó cho tôi gạo, nói tung lung, tao biết cho cái gì. Nhưng mà người biết nó là cái gì rồi, chỉ cần nói một cái là người ta cho. Thì cũng vậy, mình học tới lúc chỉ cần nghĩ một cái là nó ra hết á. Đây là quá trình thực tập. Như nó học kinh điển không có quá trình tư, không có thực tập, không có vận dụng óc não, không có huấn luyện cái óc mình, không bao giờ thành.
cái thân thể mình, cái chân mà không có chịu đi rất ngồi rất què, óc mình không chịu suy nghĩ rất ngồi được, phải tập suy nghĩ. Tu hành đó là tu mà không tập suy nghĩ cứ ngồi mà nó đọc kinh đời nào cho thành cho được. Suy nghĩ chân lý phải có suy nghĩ, phải nhìn thấy, phải quan sát, không quan sát không thấy được. Rồi thì hết giờ, khoảng 5 phút rồi phải. Thôi kính chào quý vị nha.